Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn đức tăng ni. Con xin cảm niệm công đức quý thầy, quý ni sư, quý sư cô đã có mặt để yểm trợ tinh thần cho con. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 7, chúng ta đang ở hội trường Capri, thành phố Vancouver, tỉnh bang BC, Canada. Chiều nay quý vị có khỏe không? Quý vị có vui không? Vui mà sao không vỗ tay? Kính thưa đại chúng, là một cái người tu, đi đến đâu mà có Phật sự thì phải làm. Hôm qua thì Pháp Hòa đến, vừa tới cửa thì có một gia đình Phật tử quen ở Regina đứng ngay trước cửa họ và báo tin rằng có một người thân mới mất. Mà cái người mất này năm ngoái đã gặp Pháp Hòa ở Regina và Pháp Hòa đã quy y cho chú, và đúng là cái duyên. Pháp Hòa đến đây thì chú cũng mới vừa mất, thành thử hồi sáng này 9 giờ thì có mặt ở trên nhà hoàng để làm lễ cho chú, xong rồi thì chạy về đây phụ hợ chút xíu và sau đó thì lại tiếp tục ra nhà hoàng an táng tuốt ở trên Surrey. Thành thử ra đi về tới đây không là hết gần 6 giờ. Rồi về thì cũng việc này việc kia, rồi giờ lên đây với đại chúng. Tuy rằng quý vị thấy là một người tu cực, nhưng mà không có khổ. Người ta kêu cực khổ phải không? Thường thường ở đời cái gì mà cực thì người ta kêu cực khổ. Nhưng mà người tu thì cực thì cũng có, nhưng mà không có khổ. Thì quý vị thấy là thầy Thiện Xuân đi từ ở Việt Nam qua, mấy chục ngày nay hầu như ngày nào thầy cũng giảng, mà vẫn thấy đủ tinh thần, đủ sức, đủ energy, mà thầy còn giỡn được là mình thấy thầy còn vui được là mình thấy người tu lạc hoàng. Người tu chúng ta cũng thế, hành Phật sự không giờ phút chán. Làm Phật sự mà nơi nào chúng sanh cần mình đến, lúc nào Phật sự cần mình đi, chẳng nề gian lao, chẳng nài khó nhọc. Thì ngày xưa người ta cái gì mà không xứng ý, không như lòng, làm cho người ta cảm thấy buồn thì thường thường người ta dùng cái chữ khổ. Khổ là gì? Khổ là đắng. Cho nên cái trái mà chúng ta thường ăn đó gọi là khổ hoa. Hoa là mướp, hoa là một loại rau, mà cái rau đó ăn nó đắng là kêu khổ hoa. Còn cái trái kia nó ngọt thì gọi là trái cam. Trái cam là ngọt, ăn nó vô ngọt ngọt gọi trái cam. Nhưng mà đôi khi mình bị vướng cái chữ Tết nhất không chịu chưng cam. Hỏi sao vậy? Cam là cam ly, cam chịu, cam khổ. Mình tại mình hiểu cái chữ nó trật không? Thì không có cử cam. Nhưng mà rồi cũng có người ta Tết nhất ta không chịu ăn khổ hoa, Tết nhất mà ăn khổ. Nhưng mà có nhiều người Tết ăn khổ để chi biết không? Cho nó qua. Quý vị thấy không? Cho nên tất cả đều từ đâu? Từ cái cách mình nghĩ thôi à. Khổ vui là do mình định đoạt, mình suy nghĩ, mình diễn đạt cái chữ đó. Người ta nói Tết là phải làm một cái dĩa ngũ quả, cầu vừa trái dừa đó, dừa đủ là đu đủ, xoài là ăn xài đó,
cầu dừa đủ xài. Chữ gì nữa ha? Sung. Có nhiều người cử nói sung là sung khắc, có người diễn lại nói sung là sung mãn. Và ở đây mình không có sung, lấy chôm chôm bỏ lên, chôm vừa đủ xài. Mình sống trong đời mình phải thiên biến vạn hóa chứ sao. Người ta kêu ngộ biến tùng quyền. Ngộ biến tức là gặp cảnh ngộ, phải không? Gặp cái biến cố. Chữ ngộ là gặp cái biến. Gặp biến là biến cố. Gặp biến cố thì lúc đó mình phải theo cái quyền xảo, theo cái phương tiện. Cái chữ người ta dùng vậy, ngộ biến tùng quyền. Cho nên rồi là mình hồi sáng này trên đường Phố Gà gặp một Phật tử có một cây sung, nhà sung đầy hết. Phó Hòa nói chờ cô vô cái nhà này là cô sung lắm, sung mãn lắm. Nhà đầy cái cây sung trước cửa nhà, sung không. Thì tất cả là do mình diễn đạt, thấy không? Người ta cử ăn khổ qua, nhưng mà có người Tết ăn khổ qua để cầu cho cái khổ nó qua. Thật ra thì cái trái dừa nó chẳng liên hệ gì, nhưng mà tại vì cái âm, thấy không? Ta để trái dừa lên, chứ thật sự mình nếu mình nói đúng chữ là cầu vừa đủ xài, nhưng mà mình lại để là trái mãn cầu, rồi trái dừa, trái đu đủ, trái xoài. Nhiều Phật tử đùa nói mời thầy ăn xài, nói dạ em nghèo em đâu có tiền đâu ăn xài. Không biết ăn xài. Cho nên khổ là gì? Khổ là đắng. Cái gì mà mình không có hài lòng, mình không có xứng ý thì là khổ. Cái gì mà mình vừa lòng, mình thích thì mình cứ là vui. Nhưng mà thật sự ra cái khổ cái vui nó cũng là thay đổi, tùy theo cái cách nhìn của mình mà mình thấy khổ cỡ nào, vui cỡ nào. Chẳng hạn như tối nay mình thích nghe pháp, cho mình tới đây mình nghe mình thấy vui. Người không thích nghe bị ép đến đây ngồi khổ. Cho nên cũng cùng một cái chỗ ngồi, nhưng mà kẻ khổ người vui. Giống như ngày hôm qua Pháp Hòa nói cái bài mà 16 điều của một vị nói và 16 điều của một người nghe vậy đó. Thì cái mục đích cái bài kinh của Phật nói để làm cái gì? Là để chúng ta tự chúng ta quán chiếu, để rồi chúng ta tự làm cho chúng ta an lạc. Khi chúng ta nghe mà chúng ta có chạm đến của mình thì cũng phải biết rằng cái nghe này nó lợi cho mình. Tại vì sao? Tại vì thuốc đắng thì giả thật, phải không? Thí dụ mình lỡ mình nghe một cái lời nói, một cái bài kinh mà nó khó nghe đối với mình, nhưng mà mình nghe được cái câu đó thì là nó giả được đi, nó làm vơi đi cái bệnh khổ của mình. Đó, vì vậy mà tất cả những cái gì mà Phật nói xuất phát từ lòng từ của Phật mà nói. Cho nên tại sao một người cha, một người mẹ rầy mắng người con, nhưng mà trong đó lại chan chứa lòng từ. Cho quý vị thấy đi vô chùa, quý vị vô chùa đó, quý vị thấy hai bên chùa người ta có thờ hai ông hộ pháp. Một vị thì cầm cái chài kim cang, nhìn nét mặt hiền từ, ta gọi là ngài hộ pháp. Nhưng mà đối diện với ông hộ pháp là ông gì? Ông dữ quá chừng, cái lưỡi thì le ra, thấy không? Trên đầu thì có ba cái ngọn núi, mắt thì phừng lửa, cầm cái cờ, gọi là tiêu diện đại sĩ, mà chúng ta thường gọi là ông tiêu. Nhưng mà cái ông đó đó, thấy ông dữ tợn vậy đó, nhưng mà ông đó là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, phải không? Cho nên á, ngoại hiện cái tướng gì? Cái tướng dữ dằn, ngoại hiện chúng sanh, ngoại hiện ngạ quỷ, nhưng mà nội tàng Bồ Tát, bên trong là chan chứa một trái tim của Bồ Tát. Vì vậy mà tất cả chúng ta khi chúng ta học Phật, để rồi chúng ta tập, chúng ta có một cái nhìn sâu
mà nhà Phật gọi là quán chiếu. Quý vị thường nghe chữ quán chiếu vậy đó. Bồ Tát quán tự tại khi quán chiếu thâm sâu, Bát Nhã Ba La Mật, tức diệu pháp trí độ, bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh. Tại sao mà Bồ Tát đó hết khổ? Là tại vì Ngài có quán chiếu, phải không? Còn chúng ta bây giờ cứ thấy ba chùm ba chán, cho nên sao? Nghe cũng ba chùm ba chán thì chúng ta khổ. Giống như quý vị thấy Pháp Hòa kể, quý vị nghe có một lần Pháp Hòa đi an vị Phật cho nhà của hai vợ chồng này. Ông chồng là người Nga, bà vợ thì người Tàu, người Mông Cổ. Thì bữa đó trời mùa đông, hai vợ chồng mang xe lên rước Pháp Hòa về nhà để mà an vị Phật ở trong nhà. Thì cúng xong rồi thì ông chồng chở Pháp Hòa về. Thì trong khi mà chở ông về đó, thì Pháp Hòa nghe cái tiếng điện, Pháp Hòa mới thấy ổng móc móc ở trong túi. Thì Pháp Hòa lại tưởng là ông cái điện thoại nó reo, cho nên ông mới muốn móc cái điện thoại ra để mà ông nghe điện thoại. Ông mới xoay qua ông hỏi Pháp Hòa, "Do you mind?" Có nghĩa là thầy có ngại không? Pháp Hòa nói, "No, I don't mind." Tức là không, tôi không có ngại. Feel free, you cứ tự nhiên. Ông móc gói thuốc ra ông hút. Trời đất ơi, ổng hút thuốc suốt trên đường từ ở nhà của ổng về tới chùa mình muốn chết luôn. Là tại vì sao? Tại không hỏi kỹ là ổng muốn cái gì. Cứ thấy ổng móc móc, tưởng móc cái điện thoại, ai ngờ ổng móc điếu gói thuốc. Ổng hỏi do you mind, nói no I don't mind. Chính cái không ai don't mind đó mà khổ cái thân, phải không? Cho nên có nhiều khi trong đời mà thấy không? Đấy. Anh, người ta tới, ta xin cầu hôn với mình. Cầu hôn mà. Nhưng mình nhận cái cầu hôn đó rồi, cái phải liệu hồn. Cuộc đời có một chữ à, phải không? Kể từ khi kết hôn rồi là cũng cuộc sống mình bắt đầu phải liệu hồn. Khéo thì giữ còn, không khéo thì mất. Ngày hôm qua thầy cũng tặng cho Phật tử quản nguyện cái chữ khéo. Người sống trong đời là khéo. Tại vì sao? Người xưa cũng dạy khôn cũng chết, dạy cũng chết, khéo là sống. Cũng chết thôi, nhưng mà chết có bài bản hơn. Còn không khéo thì chết ngắt, chết đơ, không biết trước lúc nào, thí dụ vậy. Cho nên cái khổ, cái vui là do chúng ta nhận. Ngày xưa có một bà lão đến chùa gặp một vị hòa thượng. Nên bạch hòa thượng, cuộc đời con sao khổ quá. Khi con ở nhà thì cha mẹ con nghiêm khắc đối với con, cho nên con mong con có một người chồng cho rồi, để mà con thoát ly được cái gia đình. Tới hồi có chồng rồi thì con cũng phải làm sao chung vai đấu cật để mà lo cái công ăn việc làm, gây dựng gia đình. Xong rồi con có mấy đứa con phải cong xương con dạy nó. Rồi lớn lên nó có gia đình, nó có vợ, có chồng rồi, nó dọn ra ngoài rồi, con cũng chưa yên. Mai nó phone, nó nói, má ơi, con buồn chuyện này, má ơi, con muốn gửi con là phải nhận hết. Sau cuộc đời của con, từ hồi lúc con nhỏ cho tới bây giờ con già rồi mà con cũng khổ hoài. Hòa thượng mới nói, tại vì bà nhận vậy thôi, chứ nếu bà nghĩ cho kỹ thì bà sống trong một gia đình có cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng nghiêm khắc, cho nên mình mới nên người. Rồi có một người chồng biết lo lắng chung vai đấu cật với mình để lo gầy dựng gia đình, đó là cái phước thứ hai. Rồi con cái lớn lên có công ăn việc làm, có nhà cửa, có vợ chồng đàng hoàng, vậy muốn gì nữa, phải không? Vì vậy thì quý vị thấy cùng một câu chuyện mà hai cái nhận. Cái người mà người ta nhận nó an nhàn thì ta thấy thì sao, như vậy còn muốn gì nữa. Mà bên cạnh đó có những người không được như vậy. Thế cho nên bởi vì chúng ta thường thường á, là mình hay sống cái kiểu là ai hỏi mình sao, lúc này cuộc sống sao,
bình thường chán nhách. Nhưng mà hễ cái khổ đau nó tới cái mình nói sao, trời ơi là trời, tôi chỉ muốn thường thôi mà cũng không được. Cuộc đời tôi muốn bình thường thôi mà sao bao nhiêu bất thường nó cứ đến. Rõ ràng không? Cho nên mình không có nhận, mình không có chấp nhận được cái hoàn cảnh thì chúng ta cứ mãi khổ. Giống như là cái kiểu mà người ta mà đọc những cái câu mà bắt vần vậy đó. Lúa ngô là cô đậu nành là anh dưa chuột là ruột dưa gan là nàng dưa hấu là cậu lúa ngô, rồi cũng trở lại lúa ngô cô đậu nành là anh dưa chuột, cứ như vậy. Cho nên mình tu là để làm gì? Mình tu là để mình thấy rõ cái hoàn cảnh của mình như thế nào, để rồi chúng ta chuyển nó đi, phải không? Chúng ta chuyển nó. Quý vị mới thấy trong nhà Phật có một cái bàn tay và có một cái bánh xe. Cái bàn tay đó gọi là chuyển pháp luân, phải không? Mình lấy cái bàn tay của mình để chuyển bánh xe pháp, không để cho bánh xe pháp đó nó dừng. Thì chúng ta cũng như thế. Mỗi ngày cái cuộc đời mình nó giống như một cái bánh xe. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ không có nhận ra nó thì chúng ta cứ khổ lăn theo nó. Nhưng mà mình cũng chuyển. Nhưng mà chuyển cái gì? Chuyển từ cái khổ ra vui. Thật ra cũng nó đó, nhưng mà ăn thua mình nhận thôi à. Tức là cũng vậy, ngày xưa mình giận cái thân của mình làm xấu, bây giờ không có cần phải hủy thân, lấy cái thân này mà làm việc thiện, việc lợi ích, giúp đời giúp người, không sao hết. Đức Phật có dạy trong kinh Tăng Nhất A Hàm, có một bài kinh Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, người ở đời có bốn dạng người. Hạng người thứ nhất là trước khổ sau vui. Hạng người thứ hai là trước vui sau khổ. Hạng người thứ ba, trước khổ sau khổ. Hạng người thứ tư, trước vui sau vui. Giờ Đức Phật mới giải thích thế nào là hạng người trước khổ sau vui. Người trước khổ sau vui là người mà đang gặp cái hoàn cảnh khổ, đau thương, nhưng mà người ta biết làm sao? Người ta biết chuyển nghiệp, thấy cái nghiệp khổ đó của mình và không có để cho nó làm sao? Nó tiếp tục, nó làm tâm mình khổ nữa. Ngày xưa mình khổ cả thân, khổ cả tâm, thì bây giờ nếu có khổ là chỉ khổ thân mà không có khổ tâm. Có nhiều Phật tử bây giờ đời sống vẫn còn đang gặp rất nhiều những đau khổ mà do người thân mang đến, nhất là cái người chồng hoặc người vợ. Nhưng mà nhờ có Phật Pháp cho nên cái vị này bây giờ khổ, đau, nhưng mà không có dai dẳng cả thân cả tâm như vậy, an lạc. Ngày xưa có một cô gái xấu xí, nghèo khổ, và cô tự giận cái thân của cô, tại sao mà sanh ra một cuộc đời bất hạnh. Và cô thường than: bao nhiêu đau khổ của trần gian trời để tặng riêng, để dành riêng để tặng nàng. Cho nên một ngày nọ cô quyết định là cô nhảy sông cô tự vẫn. Thì khi cô ra tới bờ sông, cô nhảy xuống cô chết, thì được một vị hòa thượng cứu lên. Thì khi mà cô qua một cái cơn khổ như vậy thì hòa thượng mới nói, cô mới nói: trời ơi, sao hòa thượng không cho con chết, con muốn chết mà sao hòa thượng cứu con. Nay nè, cái thân đợt khổ lụy của cô đó đã chết rồi nha, còn cái thân cô đang mang đây là do tôi cho. Cho bây giờ cô phải nghe lời tôi. Cô nghe lời tôi bằng cách là bây giờ cô lấy cái thân này, cô đi làm việc nghĩa, việc thiện, cô giúp đời, giúp người. Và sau đó cô đăng ký vào những cái nơi làm từ thiện, những nhà dưỡng lão, những bệnh viện, cô volunteer, cô làm thiện nguyện viên. Thì cái giờ phút mà cô thấy những người già ở trong bệnh viện mà ăn uống khó khăn, đi đứng khó khăn, cô lợi, cô dìu, cô đỡ, cô mớm cho ăn, tất cả những cái ngày như vậy. Và cô thấy cô rất là vui. Và tự nhiên cô thấy một ngày cô sống có ý nghĩa. Ý nghĩa là vì sao? Vì trước kia mình khổ,
Nhưng mà mình ngồi mình buồn cũng không giải được khổ. Thì bây giờ mình lại biết lấy cái ngày khổ đó chuyển qua ngày vui bằng cách là mình làm việc thiện. Cho nên một ngày mà mình sống an lạc còn hơn là mình sống trong trăm năm đau khổ. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta sống mỗi ngày là chúng ta phải làm sao chúng ta có cái an lạc ngay trong cái giờ phút hiện tại. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ Pháp Hòa đi Phật sự ở đây, hay là quý thầy, quý sư cô đi Phật sự ở xa là việc chùa của mình phải để lại, và có đôi khi về tùm lum việc hết. Nhưng mà trong khi mình đi làm Phật sự này, mình biết mình không có lãng phí một ngày một giờ nào hết. Phật tử mời qua đây, ngoài những cái công việc Phật sự của gia chủ đó, mình còn ứng dụng mình làm những Phật sự khác. Cho nên công đức mình làm mà người thí chủ kia cũng được hưởng, vì người ta để thì giờ người ta sắp xếp, và qua đây mình làm được nhiều việc cho người khác nữa, cho nên công đức tăng gấp đôi. Vì vậy cho nên á, trước khổ sau vui là thế nào? Có nghĩa là chúng ta là những người ai cũng có cái hoàn cảnh khổ, nhưng mà chúng ta phải nhận diện và phải thấy rằng chúng ta phải sống như thế nào để chúng ta sáng ra. Ngày xưa mình sống trong si mê, mình buồn thì mình cũng chết, mình vui mình cũng chết. Thôi mình vui đi để mình chết, mình vui mình chết, người ta cho nên người ta mới kêu là ngậm cười nơi chín suối, chứ có ai gọi là ngậm buồn nơi chín suối đâu, phải không? Thường thường mình cứ nói là ngậm cười nơi chín suối, tức là mình vui vẻ. Mình khi mình sanh ra mình khóc, người xung quanh mình cười. Vậy thì mình phải sống như thế nào để khi mình có ra đi mình cười mà người xung quanh mình khóc? Cái là mình sống đáng. Một ngày mình sống, một đời mình sống. Cho nên Phật dạy mình á, là mình cái người mà từ cái chỗ khổ mà biết làm cho vui là người đó gọi là người biết chuyển nghiệp. Mình người này là người biết chuyển nghiệp. Mình xấu mình tự vận. Hòa thượng mới nói xấu không phải xấu ở cái tướng, thấy không? Mà làm sao đừng để xấu cái tâm. Cho hôm một hôm có một bữa nọ Pháp Hòa đi Phật sự với một em Phật tử. Nó lên xe, mở xe ra cứ nó cứ sợ tóc nó hư. Bởi vì nó xịt, nó chải cao lên rồi nó xịt gel đó, hairspray đó, rồi nó cứ dịnh hoài à. Rồi Pháp Hòa mới hỏi con làm như vậy, nó nói dạ con sợ tóc hư. Pháp Hòa mới nói đùa quá, nói tâm hư mới sợ chứ tóc hư lo gì. Thấy không? Rồi có nhiều đứa nó đi học ở, quý vị biết ở Minh Tinh nó lạnh khiếp lắm. Ai mà đã từng tới Minh Tinh thì biết mùa đông là lạnh 20-30 độ, có những ngày lạnh 40 độ là chuyện thường. Vậy mà không chịu đổi nón, tại sợ hư tóc. Thà là hư cái bộ não. Tức là lạnh quá nhiều khi nó cũng hư cái bộ óc. Có khi lạnh quá nó cháy, nó phỏng chín cái lỗ tai. Mà có những người như vậy. Nói vậy là sao? Tại vì hồi nhỏ Pháp Hòa cũng y chang. Hồi mình còn trẻ, mình khỏe, mình nghĩ mình mạnh á, đi học là không bao giờ mình mặc đồ ấm. Bao nhiêu năm ở xứ tuyết mà ít khi nào, hầu như Pháp Hòa không có đôi giày boot luôn. Lúc nào cũng cái đôi running shoe, đôi giày bata mang đi tứ xứ vậy. Nhưng bây giờ bắt đầu nó thấm lạnh rồi đó, thấy không? Khi mà ở mình cái tuổi mà hơn 30 rồi đó, bắt đầu cái lạnh nó thấm vô xương mình rồi, bắt đầu mình đau nhất. Rồi bây giờ là bắt đầu sợ mấy ông nhỏ mình bệnh, là mỗi buổi sáng tới giờ mấy chú đi học là phải đi xuống rờ từng ông, rờ coi có mặc đồ ấm hay không. Rồi phải kiểm tra có nón. Trong chùa thì đội, mà hãy ra tới xe không có mình là lột cắt hết. Khổ vậy. Chứ vì có lúc trẻ đó không có ỷ y, thì đôi khi mình cũng vậy. Cho nên á, cái điều thứ nhất mà Phật dạy á, là chúng ta nếu mà nói cái khổ á, thì xin thưa rằng ngồi đây á, Pháp Hòa nghĩ rằng không ai dám tự xưng mình là người không khổ hết á. Mỗi người khổ một kiểu, phải không? Có một hôm mà Phật tử lên thang, Pháp Hòa mới nói cô ơi, ở trong sách xưa của người Tàu ta có nói cái câu á,
nhà nào cũng có một quyển kinh khó tụng, có phải không? À, cho nên nhà nào cũng có những khó khăn, mà nói nôm na đi, nhà nào cũng có cái thùng rác. Nhà giàu, nhà tỷ phú, triệu phú, cỡ nào cũng phải có cái thùng rác, chứ kiểm coi có nhà nào không có rác. Nhưng mà bất quá là khéo đổ, khéo đậy, khéo cột, vậy thôi. Chứ nhà nào không có rác. Cho nên khi mình thương nhau rồi đó, thì đừng chỉ thương cái hoa mà không thương cái rác. Tại vì không có rác làm sao có hoa. Bởi vì rác đó là gì? Rác là nó thành phân bón, rồi phân bón nó nuôi cho cái hoa này nó lên nữa. À, cách đây một tuần thì một chú tiểu nhỏ làm sai, thì Pháp Hòa mới phạt Quỳ Hương. Thì khi mà phạt Quỳ Hương xong rồi, Pháp Hòa ra, Pháp Hòa mới hỏi sao? Nãy giờ con quỳ ở đây mà con có nhận ra cái lỗi con chưa? Nói dạ con nhận ra. Hỏi bây giờ con nhận ra mà con buồn hay là con vui? Nói dạ nhận ra. Và con tự con trách con là sao con cứ lầm lỗi hoài. Thì Pháp Hòa mới nói với chú như thế này: khi con đi học ở trong trường, cô giáo là thấy con làm bài nào đúng, cô giáo check một cái mark lên như thế này, gọi là đúng. Nhưng nếu con làm sai thì cô giáo sẽ gạch cái chữ chéo. Vậy thì bất cứ một bài nào con làm ra nó cũng có hai dấu: một là đúng, hai là sai. Nhưng con đừng bao giờ khinh thường cái dấu thập đó. Bởi vì cái dấu thập đó nó sẽ giúp cho con biết được con sai ở chỗ nào, để rồi con làm cho nó thành cái dấu này. Như vậy thì trong cuộc đời của con đi học ở trong trường, con có hai cái dấu này, phải không? Thì con nhớ rằng lớn lên cũng thế. Hễ con làm sai, thầy phạt. Nhưng mà cái phạt của thầy là thầy muốn làm cho con biết bôi cái dấu chéo đó, mà con làm cho nó thành ra cái dấu đúng. Quý vị thấy được điều mà nói ha? Thì thường thường á, Pháp Hòa dạy các chú ở trong chùa á, thì Pháp Hòa hay lấy những cái ví dụ rõ ràng ngay trong những cái bài tập của các chú. Để chi? Để các chú thấy rõ những cái điều mình làm. Thì trước khi đi qua đây thì mỗi tối thì có một giờ Pháp Hòa dạy các chú trong cái khóa hạ. Thì Pháp Hòa có nói với mấy chú, thì Pháp Hòa mới nói rằng á, nếu mà mình làm toán, mà thường thường ở cái cuốn sách toán là nó có cái câu trả lời phía sau á, mà con không có vận dụng cái trí để con làm cái bài đó cho nó ra đó, mà con dở cái tập ở phía sau mà con cứ copy cái câu trả lời vô á, là bảo đảm con sẽ hư chuyện. Là vì con copy câu trả lời mà con không biết làm sao giải như thế nào để có được câu trả lời đó. Tại vì Pháp Hòa dạy mấy chú cái bài cuốn Qua Đường, thì trong đó có cái câu là tam đức lục vị. Thì trong đó có ba đức là pháp thân đức, bát nhã đức, giải thoát đức vậy đó. Thì Pháp Hòa nói bát nhã là trí tuệ. Mà trí tuệ là không phải do mình học, mà phải do mình tư duy, mình suy nghĩ, mình quán chiếu làm sao mình có được cái đó. Còn cái mình học là học thức, mà học thức là hạn hẹp lắm. Mới đầu mình phải học, nhưng mà mình vận dụng cái học đó, rồi mình tư duy, mình quán chiếu, mình phát minh, gọi là trí tuệ. Khi mình có được cái đó gọi là trí tuệ. Còn cái mình cứ copy từ đây qua bên kia gọi là học thức. Mà cái đó là dễ trật lắm. Thế mà người ta viết sai là mình làm sai luôn, phải không? Có nhiều khi cái chữ đó đó là cái nó có chữ S là vì nó số nhiều, mà người ta không có S mà mình viết trật vô. Giống như người không biết tiếng Anh mà cứ copy chữ này qua chữ kia, mà chữ đó sai là mình cũng sai theo. Đó là như vậy. Cho nên cái khổ ở trong đời, chúng ta đừng có dừng ở đó, mà chúng ta tu là để chúng ta chuyển. Cho nên cái điều thứ nhất Phật dạy là người trước khổ sau vui. À, là người như thế nào? Người này là người biết chuyển nghiệp. Ngày xưa mình sống đau thương, bây giờ mình không còn sống đau thương nữa. Tại sao? Bởi vì mình có đau thương rồi,
mình đau thương cái người kia mà người kia thì chẳng hề quan tâm, mà trong cái đó hàng chục người, hàng trăm người xung quanh mình quan tâm đến mình mà mình lại không sống vì 100 người kia, mà mình chỉ sống lẻ vì một cái người kia, một cái người nọ. Mình cứ sống lẻ mà không sống chẳng. Thấy không? Thành sự ra đi mua đồ, mình thích mua đồ sỉ cho nó rẻ, không thích mua đồ lẻ. Mà sống thì mình cứ sống vì một cái gì đó, rồi cái mình cứ quên cái hiện tại. Cho cái khổ nó đã có mặt thì phải làm sao chuyển nó. Chỉ gọi là trước khổ sau vui. Hồi xưa mình chưa biết tu mình khổ, giờ tu mình vui. Pháp Hòa có viết cái bài gọi là túp liều lý tưởng. Người ta có cái bài hát túp liều lý tưởng, phải không? Mình tu rồi mình có nguồn vui lý tưởng. Nguồn lý tưởng là sao? Từ ngày quy chí tu tâm hạnh phúc thật nhiều, từ ngày quy chí lo tu mình hết cô liêu. Phải không? Ngày, hồi xưa mình chưa biết tu thì mình không có hạnh phúc, bây giờ mình có tu rồi mà hạnh phúc. Từ ngày quy chí lo tu hạnh phúc thật nhiều, từ ngày quy chí tu tâm mình hết cô liêu. Rồi nếu mà mình phải sống sao? Hồi xưa mình vừa than tôi là cô đơn cô độc, cho nên mình mới than á, phải không? Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, đời tôi không duyên nên yêu ai cũng làm sao không thành. Trời nhớ quá ta. Nhưng mình đi tu rồi mình khác. Tu là cái chỗ mình khéo thêm khéo bớt. Thí dụ như mà quý vị học tiếng Anh, happy là vui, vui hơn, chỉ cần bỏ cái chữ y ra thêm chữ ier là happier, vui hơn chút. Rồi giờ cũng IES là happiest, là vui nhất. Có phải không? Cho nên tu là chỉ cần thêm với bớt. Ngày xưa mình đi theo cái này khổ, bây giờ bỏ nó thêm cái khác. Phải không? Bây giờ mình đi chơi một ngày, một tuần lễ đi chơi 7 ngày, bây giờ mà chỉ cần bớt được 5 ngày đỡ tốn tiền lắm. Hồi xưa hút thuốc ngàn gói, giờ chưa bắt bỏ được, thôi nửa gói đi, phải không? Rồi từ từ giảm xuống. Cho nên hút thuốc phì phà phải khổ thân, tim gan phèo phổi cháy tiêu dần. Bỏ được nó rồi tim gan mát, khỏi phải tốn tiền được yên thân. Rồi đó, cái đó là cái người trước khổ sau vui. Không tin hỏi mấy bà vợ biết, phải không? Ông xã mà bỏ được thuốc rồi tim gan mát, ổng mát gan mà mình cũng mát dạ nữa, đỡ tốn tiền. Hít bả khói thuốc second smoker nặng hơn á. Cái người ngồi cạnh mà hít cái khói thuốc của người hút khổ lắm. Rồi bây giờ đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai á, gọi là người trước vui sau khổ. Trước vui sau khổ là sao? Cái người thứ hai á, là cái người đang sống trong cái hoàn cảnh tốt, nhưng mà không có biết rằng á, do mình tạo cái phước lành, phải không? Do mình gọi là cực khổ để mình dành dụm mình có cái này, nhưng mà rồi mình không có biết, mình lại phung phí cái tiền của mà do chúng ta cực khổ chúng ta làm ra. Chúng ta làm hao tốn, chúng ta làm cho gia đình mất hạnh phúc, gia đình đổ vỡ. Thì như vậy rõ ràng là cái người mà sống mà không có biết giữ cái hạnh phúc của mình, có mà không biết giữ, rồi mai chiều mình khổ thì sao? Có ai giúp mình đâu. Cho nên ngày xưa người ta mới dặn mình một câu, phải không? Hữu phước bất khả hưởng tận, hưởng tận sanh bần cùng. Có phước đừng nên hưởng hết, hưởng hết sanh nghèo khổ. Cho nên đời này á, mình có phước nè, mình được ở một quốc độ an lành, có ăn có mặc, có chính phủ lo cho mình. Nhưng mà có dư hay không là do mình gì? Do mình biết dành dụm. Tại người ta mới nói đó, đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Cái người làm đại phú là do phước trời cho, theo quan điểm người xưa nha. Nhưng mà làm tiểu phú là do mình gì? Do mình cần kiệm. Đại phú do thiên, tiểu phú do cần.
Người mà bây giờ ngồi đây có thể mình không là đại gia, tỷ phú, nhưng mà ai cũng có khá. Khá là sao? Do biết giữ gìn, phải không? Do biết giữ gìn, mình làm ra, ta kêu tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàng. Tích cốc phòng cơ là để dành cơm gạo, mai mốt có đói có ăn. Để dành cái áo lạnh trong nhà, lỡ ngày nào lạnh có mặc. Cho nên nhớ đi đâu phải mang theo cái áo lạnh. Ở xứ lạnh như các thầy đó, quanh năm suốt tháng no hair, đi đâu phải có nón len. Cái bữa Pháp Hòa vừa tới, thầy Thiện Xuân ra đón, thấy thầy trùm quấn khăn. Pháp Hòa nói: cha, chắc ở ngoài lạnh lắm. Đã vậy sao mà bữa đó mình nói người ta, mình lại quên mình là không đem áo lạnh. Mình run, mình nói chết rồi, quên, tại nghĩ nóng không mang áo lạnh. Thấy thầy quấn khăn đội nón, mình định là lại hỏi thầy mấy tháng rồi. Trùm quá. Nhân quả thầy ơi. Đời có kiến ăn cá, cá ăn kiến. À, Pháp Hòa kể đây chúng nghe có một câu chuyện. Cái ông này ông giàu lắm, mà ai tới xin không bao giờ cho. Ăn uống phung phí vô cùng, thà lẽ đem đổ xuống sông xuống mương chứ không cho ai trong xóm làng hết. Cho nên xóm làng không có thương. Ai đi ngang nhà giàu đẹp lắm mà không ai thèm ngó. Tại vì người ta nghĩ rằng cái người giàu có của mà không có hạnh đức không thương. Thì ông này ăn thì hay đổ thức ăn vô trong cái mương. Thì ở trong làng đó có một ngôi chùa, có vị hòa thượng. Ngày nào ngài cũng ra cái mương đó, ngài vớt cơm thừa cá cặn mà ông trưởng giả này đổ ra đó đó, ông vớt đem về, ông đãi cho đại chúng ăn. Tức là rửa sạch sẽ rồi xào kho nấu lại. Cho nên ở chùa có cái món xà bần. Nói xà bần thì không có nghĩa là đi hốt ba cái đồ rác đem về, nhưng mà ở trong chùa cái gì chút là không có bỏ. Không có bỏ. Ở ngoài Huế ta kêu hổ lốn. Hổ lốn tức là tùm lum bỏ ông đó, trộn tạp nhạp lại. Cái món đó ngoài Huế gọi hổ lốn, trong Nam kêu xà bần. Xà bần là cái thứ mà ta trộn hồ đó, phải không? À, ta có sỏi, có cát, có xi măng, là nhiêu kêu trộn xà bần. Trong chùa cũng có xà bần. Đồ xào rồi cái gì đó là lựa ra hết. Lát ra cái nào dưa chua bỏ ăn bên. Tàu hũ, cà rốt nè, củ cải trắng nè, cái gì còn kho được cho vô, thêm chút nước tương, đổ nước ngập ngập lên, dặn lửa riêng, lát nó rút ăn ngon thấu luôn. Chưa xà bằng. Thế thì vị hòa thượng này vớt đem về cho chúng ở trong chùa ăn. Mà quý vị biết không, nhiều đến mức độ là vớt về mà ăn mà vẫn còn dư, hòa thượng không cho đổ, hòa thượng đem phơi khô. Cho nên bây giờ mình có món cơm phơi khô. Ở đây quý vị có ăn cơm cháy phơi khô chưa? Cơm cháy phơi khô xong rồi á, hôm nào mình có đồ xào ha, cho bột xót xót lên nha. Để dĩa cơm cháy ra rồi chan cái sốt đó vô, để 5-10 phút bắt đầu nó mềm xuống ăn ngon lắm. Dầm ớt vô. Thì hòa thượng phơi khô cái cơm đó. Thì hột hôm nọ không biết vì sao mà cái cơn lửa đâu nó tới. Nói theo tiếng Việt là bà quả viếng. Viếng cái nhà của ông Phú Hộ đó cháy rụi hết. Ông Phú Hộ từ con số 100, 1.000, 1 tỷ, 1 triệu xuống còn số 0. Cái thì đi tới đâu xin người ta cũng không cho. Dù một củ khoai, một nắm cơm, một ly nước, nhưng mà sớm làng không ai cho hết. Bởi vì lúc giàu thì sao? Không có biết bố thí cho người khác, không có nghĩ tưởng đến người khác. Thì ông lang thang vậy thì ông mới nhớ là trong làng có cái chùa. Mà chùa là ta kêu ở để ngay cửa, mà cửa từ bi. Trong chùa ta có cổng tâm quan, ta để cửa từ bi, ông mò tới. Ông mò vô, ông xin thì hòa thượng mời ông vô. Hòa thượng mới làm cho ông chén cơm cháy
Hôm phơi khô mà có thức ăn lên, ăn ngon quá chừng. Ăn xong cảm ơn hòa thượng, trời ơi đúng là nhà chùa từ bi, cơm ngon quá, cảm ơn hòa thượng. Hòa thượng nói ông khỏi cảm ơn tôi, tại vì cái này của ông chứ đâu phải của ai. Quý vị thấy câu chuyện đó không? Cho nên á, qua một câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng á, tài sản của ta mà có được á, nói mà nói của mình chứ thiệt sự nó là của năm nhà. Của năm nhà là sao? Lửa cháy, nước trôi, con phá sản, nhà nước tịch thu, rồi gì nữa? Trộm cắp. Tài sản là của năm nhà, phải không? Cho nên chưa chắc cái gì nó còn của mình. Đó. Hiểu được như vậy, cho nên khi chúng ta có của, chúng ta nên bố thí mà đừng đợi tới trúng số. Có nhiều khi mình nói con nguyện khi nào trúng số cúng chùa hú hồn. Rồi cả đời không trúng khỏi cúng à. Nói như vậy á có nghĩa là như thế này. Cái quan trọng không phải là mình cúng nhiều cúng ít, mà cái quan trọng là cửa lòng chúng ta bắt đầu mở. Khi mà lòng chúng ta mở thì chúng ta thấy niềm vui, vui lắm. Xin thưa đại chúng á, là từ khi Pháp Hòa đến đây, hình như ngày nào cũng có công việc Phật sự ngoài những buổi ra đây sinh hoạt. Từ sáng giờ là đi đám tang, về là nghỉ được có không bao lâu là ra đây. Tuy có mệt nhưng không có buồn khổ, không có gì hết. Vì sao? Vì Pháp Hòa thấy rằng Pháp Hòa sống một ngày có ý nghĩa. Mình sống mà mình đem lại cái niềm vui cho người, mà người ta vui, quý vị thấy cái hạnh phúc lớn lắm. Pháp Hòa nói cái này rồi đại chúng sẽ cảm nhận. Khi mà con cái mình nó ăn cơm á, quý vị đứng phía sau nó, quý vị thấy nó ăn ngon, quý vị vui không? Vui lắm. Cái tâm trạng Pháp Hòa vậy đó. Khi mà Pháp Hòa đi buổi cơm nào mà thấy các chú bới một tô cơm ra mà ngồi ăn ngon, mà ăn nhiều, ăn cơm mà ăn xà lách, ăn tàu hũ, ăn canh. Tại chùa là cái luật là bắt và bắt mỗi ngày là phải ăn tàu hũ, ăn canh, ăn rau, rồi xong ăn trái cây. Mà thấy mà ăn mà ngon lành vậy Pháp Hòa vui lắm. Tối hay sáng mà thấy chú nào cầm một tô cereal ra ăn mình vui lắm. Vì mình biết cái tuổi nhỏ nó cần ăn, mà nó chịu ăn là mình mừng. Có nhiều đứa nó không chịu ăn, năn nỉ gần chết. Có nhiều đứa 9-10 tuổi rồi mà phải đút nó ăn, mà mỗi bữa ăn 2-3 tiếng đồng hồ. Con của mình ăn mình thấy vui. Hôm nào một bà cụ sắp sửa bước qua đường mà cứ chập chừng hoài, không biết qua, sợ xe. Mình nắm tay mình đưa bà cụ qua đường, bà cụ ríu rít cảm ơn mình. Quý vị sẽ thấy niềm vui nó tràn ngập. Làm đi rồi mới thấy. Rồi mình mới nói bố thí có gì vui. Ủa không bố thí sao biết nó vui? Người ta đã bảo rồi, có đi chùa mới biết chùa vui, có ăn chanh mới biết chanh chua. À, có đi chùa biết chùa vui. Hỏi chùa có gì đâu vui, vô gặp mấy ông thầy không, cứ nói gì đâu không. Không, ổng nói bô lô ba la, mình kêu nó tầm bậy tầm ba mà nó trúng tùm lum tà la. À, trúng tùm lum tà la, mình về mình chữa được cái mình khỏe cả nhà, phải không? Cho nên á, cuộc đời là một bài thơ, nhìn kiểu nào cũng có thơ hết trơn á. Mình nhìn kiểu nào nó cũng ra thơ hết trơn á. Ăn thua mình nhìn. Hồi đó mấy ông mà hút thuốc, ba Pháp Hòa ông hút thuốc và bực lắm. Mà vì bực ổng mà Pháp Hòa mới làm thơ đó. Cái bài thơ mà hút thuốc phì phà phải khổ thân đó, làm xong viết thiệt to dán ngay cửa. Mấy năm sau tự thấy trời con mình làm bài thơ, ông bỏ. Hút thuốc phì phà phải khổ thân là bài thơ Hòa làm đó. Cho nên nhiều khi á, bực bực chứ cũng ra thơ. Không, cho quý vị mới thấy cái người sống á, trước vui sau khổ á, là khi mình có cái hoàn cảnh tốt mình không có biết giữ đó. Gia đình hạnh phúc nè, con cái tốt nè, tại sao mình không giữ cái đó? Mình sanh tật làm chi cho nó khổ? Mà khi mà sanh tật ra rồi thì mình thấy cả cuộc đời mình khổ. Cách đây mấy bữa có con em
Nói là em chứ thiệt sự ra là cùng lớp, cùng trường với Pháp Hòa ngày xưa. Anh lên anh tự hào lắm, anh khoe là bây giờ anh đà hào hoa phong nhã rồi, được nhiều cô tùm lum tà la hết. Pháp Hòa nói ờ hưởng đi rồi mai mốt biết. À, bây giờ đi gieo rắc đau thương, rồi mai mốt đau thương nó viếng. Lúc về già nó nằm chỗ đó đó, không ai tới ngó. Là tại sao? Ai cũng hận mình, ai cũng ghét bỏ mình. Cho nên á, người tu á, là mình, chữ tu đây không có phải là cạo đầu mặc áo chi ghê gớm lắm. Chữ tu là có một giây phút nào chúng ta dừng lại, chúng ta tỉnh giác. Chứ quan trọng là chúng ta biết tỉnh giác. Dù ngày xưa chúng ta có lầm lỗi nhưng không có sao, không có muộn. Khi một người biết quay về, mà người ta đã thường nói với mình một câu, phải không? Khổ hải thì rộng biển khổ mênh mông, nhưng mà hồi đầu lại, quay đầu lại là bến. Đừng có nói rằng tôi giờ tôi làm lỗi cỡ này rồi, thôi giờ làm luôn đi chứ tôi ăn năn là không kịp. Trong kinh Bách Dụ Phật có kể một câu chuyện. Có cái ông đó, ổng có 5 đứa con. Đứa con thứ nhất nó chết, ổng chôn. Rồi ổng biết bao lâu sau đứa thứ hai nó chết, ổng cũng chôn. Cái ổng mới nghĩ trời đất ơi, mà cái kiểu mà nó chết kiểu này mà chôn sao mất công quá. Cứ dài 3 năm mà dài 3 năm hay mười mấy năm chôn đứa, thôi giờ làm luôn lần đi, đi chôn lần cho nó khỏe. Ông lấy dao ông giết hết 5 đứa ông chôn. Thì thật ra câu chuyện đó là câu chuyện ví dụ thôi, chứ không có thiệt đâu mà ngồi chắc chắc. Nhưng mà câu chuyện trong kinh Bách Dụ Phật kể để làm gì? Để nói với chúng ta rằng có nhiều khi á, một cái lỗi mình làm rồi á, cái mình nói làm sao? Lỡ rồi, phải không? Một lỗi mình làm được, ngại gì chia lỗi thứ hai. Làm luôn, phải không? Cho nên giống như con người vậy đó, mời hút thuốc nó từ chối. Từ chối xong con điếu ăn thua gì anh, làm một điếu cuối cùng liều một đám. Hút một điếu mà cứ một lần một điếu, mà cứ hết điếu này sang điếu khác, lâu ngày thành nghiện. Cho nghiệp từ đó nó sanh. Cho nên ta mới hỏi nghiệp từ đâu sanh? Nghiệp từ cái chỗ mà chúng ta cứ làm hoài mà không biết dừng, thì chúng ta thành ra cái nghiệp. Nhưng mà nhớ, hễ cái xấu thì thành ra ác nghiệp, hễ cái thiện nó thành ra thiện nghiệp. Cứ Nam Mô Di Đà Phật một lần niệm hoài, một ngày niệm ngủ gục, hai ngày niệm ngủ gục, mà niệm riết nó tỉnh, niệm riết kinh Phật nó nhập tâm. Chú vãng sanh tụng khó lắm, chú gì tụng cũng khó hết, nhưng mà ráng tụng, tụng miệt mài thế nào rồi nó cũng thuộc. Cái đó là mình đang tập cho mình chuyển nghiệp từ cái nghiệp thiện. Còn bây giờ cái xấu mà cứ làm hoài thì lâu ngày nó thành ra cái nghiệp, phải không? Đó, thành thử ra cái người mà sống mà trước vui sau khổ là vì không có thấy rõ được cái hạnh phúc của mình, rồi tự mình làm cho mình khổ. Mà ở trong cái xã hội sung túc dễ sanh cái khổ này. Khi con người sung túc đầy đủ thì cái này nó dễ sanh. Tại vì người ta thường nói nhàn cư vi bất thiện. Cái chữ nhàn cư đây không phải để chỉ cho cái người mà gọi là nhàn nhã thảnh thơi, tâm hồn mà nhàn nhã không có việc gì làm mà dư ăn dư để, thì bắt đầu sanh những cái tệ hại. Phải cẩn thận cái đó. Cho nên người tu ta là phải vận dụng cái trí tuệ để thấy. Ngày nào mình cũng tụng hết tự quy y pháp, cầu cho chúng sanh hiểu rõ đạo cả pháp, hiểu rõ thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. Chúng sanh là trong đó có mình, phải thâm nhập được cái kinh tạng. Kinh tạng là gì? Là những cái điều hay lẽ phải trong đời để chúng ta sống. Chừng đó trí tuệ như hải. Cho nên có một cái bài phục nguyện thấy không? Trong đó có một câu: xin bạn hiền dạy nhau cho cứu cánh, đem Phật Pháp truyền bá cho phổ thông. Phàm những người công sĩ thương nông đều tiến lên thánh hiền tiên Phật. Đâu phải ai thượng căn thượng trí thành Phật, nhưng mà thậm chí những người công sĩ thương nông, ý muốn nói những người bình thường cũng có thể làm tổ làm Phật được. À, quý vị vị thầy thấy, quý vị thấy không? À, vua cũng có thể làm thiền sư, như ở Việt Nam ta có vua nhà Trần. Mà người nghèo như ngài Lục Tổ đi đốn củi nuôi mẹ cũng có thể làm tổ được. Từ đó cho chúng ta thấy không có luận người nghèo
hay là người thông minh, người giàu có, ai cũng có thể chuyển hóa. Rồi bây giờ cái điều thứ ba là gì? Hạng người trước khổ sau khổ. Trước khổ sau khổ là sao? Là cái người trong đời này khổ rồi nhưng không có biết tại sao mình khổ, không biết nguyên nhân cái khổ, nhưng mà mình cứ than thân trách phận, quyền rủa người này, trách mắng ông trời, vân vân. Rồi làm gì nữa? Đem cái khổ này vung vẩy cho người khác. Tôi không được, tôi bắt mọi người trên đời này không ai được hết. Cho nên mình khổ rồi, nghĩ rằng rượu sẽ giải khổ cho mình, uống rượu vô, uống rượu để, nhưng mà thật sự nó có hết khổ đâu, nó chỉ say rồi bắt đầu mình quên thôi. Cho nên khi tỉnh rượu, lúc tàn canh, một mình lại thấy mình xót xa. Lúc canh tàn, rượu đã tan, thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy rằng mình vẫn khổ như vậy và không có cái gì chuyển hóa. Cho quý vị thấy, khi chúng ta đau thương thì không phải chúng ta nghe những bài hát buồn khổ, nó cái đó nó thêm thôi, nó dặm thêm, giống như là nó đủ mặn rồi mình thêm miếng nước tương vậy, càng khổ thêm. Đó. Mình hát cái bài mà nhà ngày nhà em pháo nổ, tâm hồn tôi rướm máu, ôi nhấp chén hư vô, ngồi co ro trên ghế salon mà nghe mấy cái bản nó quằn quại như thế này, quằn quại như thế kia mà enjoy thú đau thương. Cho nên mình đã khổ thì mình phải biết chuyển. Cho nên xin thưa là Pháp Hòa hay lấy mấy cái bài hát cũ của ngày xưa, quý vị quen hát rồi, Pháp Hòa sửa mấy cái lời lại. Biết mình làm vậy đó chưa đúng, nhưng mà thật sự ra để muốn thấy rằng đời không có rời đạo, đạo không rời đời. Vì không có đời thì làm sao có đạo, không có người khổ mấy thầy thất nghiệp hết, phải không? Cho nên đạo Phật là đạo cứu khổ, chúng sanh khổ mình mới có mặt. Cho nên Pháp Hòa thường nghĩ rằng đạo giáo có mặt ở trên đời là tốt, bởi vì chúng sanh khổ nhiều kiểu nhiều cách thì phải tùy mỗi duyên. Cho nên các thầy, quý vị thấy không, mỗi thầy một hạnh, không thầy nào giống thầy nào, nhưng mà mỗi thầy có cái duyên độ số người nào đó, phải không? Phật giáo như một trăm hoa đua nở, phải không? Hoa nào cũng làm đẹp cho cuộc đời đó. Xin cắt một cành hoa tặng phẩm của đất trời, hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Mình biết cắt một cành hoa, mình đem vô trong nhà mình trưng, vì mình thấy rằng hoa đẹp, mình muốn trưng trong nhà. Thì cũng như thế, mỗi pháp tu, mỗi hành xử, mỗi hạnh tu của các thầy đều là những cái hoa đẹp dâng tặng cho đời. Có thầy thích làm việc xã hội, đi vận động, đi cứu trợ đi. Có thầy thích cất chùa, tạo cảnh để cho Phật tử phát tâm. Có thầy thích thuyết pháp, có thầy thích tụng kinh, có thầy thích dạy niệm Phật, có thầy thích dạy ngồi thiền. Pháp nào cũng được hết, pháp nào cũng đều là phương thuốc chuyển hóa. Cho nên thấy các vị A-la-hán không? Ông cung tay, người phạch ngực, kẻ trợn mắt, người kéo to chân, tất cả những cái đó là biểu tượng hạnh đức của người tu hết. Các vị La Hán đó, quý vị thấy 500 vị La Hán không vị nào giống vị nào hết. Đó. Cho nên á, cái dạng người mà trước khổ sau khổ là vì mình khổ rồi, mình muốn làm khổ người khác nữa. Giống như Pháp Hòa nói ví dụ hồi nhỏ đó, mình bị đì kiểu đó, lớn lên mình đì mấy đứa nhỏ y chang. Hỏi sao má đi con vậy? Tại nhỏ ông ngoại mà dạy tao vậy. Má có vui không? Hồi nhỏ tao bực lắm, nhưng mà mình cứ làm y. Để ý coi, hồi nhỏ mình bị luyện sao là lớn lên mình luyện lại cái đứa kia nó y vậy, mà mình chả hề biết rằng ngày xưa mình đau thương cái vụ này. Cho nên á, người xưa người ta có cái câu á, cái chỗ nào mà tai nạn nhiều đó, người ta hay gọi là chỗ đó có cái gì? Có cái huông. Tại sao? Vì theo quan niệm của người xưa, ở nơi đó người ta bị tai nạn, người ta mất, người ta không cam tâm, người ta không chịu được. Cho nên cái thần thức người ta lẩn quẩn ở chỗ đó, để người ta bắt người khác phải bị tai nạn, đau thương, thậm chí chết y như kiểu người ta mới hài lòng.
Rồi bắt đầu hai người rồi, mới có hai à, chưa thành group. Phải không? Rồi bắt đầu ba người, bốn người mà lâu ngày cái chỗ đó nó để cái bảng high collision. Chỗ này là cái chỗ thường xảy ra tai nạn. Quý vị để ý chỗ đó. Cho nên những cái khổ mà chúng ta gặp ở trong đời mà nếu chúng ta không có hiểu Phật á, thì chúng ta không có tìm cách để chúng ta chuyển khổ. Mình đã khổ rồi. Cho nên ngày xưa á, trong đệ tử Phật có hai vị thầy. Ngài Ca Diếp á, thì chuyên môn đi xin của người nghèo, không xin của người giàu. Mà đặc biệt ngài Tu Bồ Đề á, thì chuyên môn xin của giàu mà không xin của người nghèo. Thì hai ngài mới giải thích. Ngài Xá Lợi Phất, ngài Ca Diếp mới nói rằng á, cái người họ nghèo là vì đời trước họ bỏng sẻn, họ tham tiếc và không biết bố thí, cho nên đời này mình phải xin họ đi để họ mở lòng bố thí, họ gieo cái phước cho đời sau. Cho nên vì họ nghèo cho nên mình đến xin. Cho nên có nhiều lúc á, ngài đến xin một bà già, thì cái bà già này mới nói: thưa ngài, tôi không có gì hết ngoài một chén nước bún thiêu. Ngài mới nói: vậy bà cho tôi chén nước bún thiêu đó đi. Bà mới nói: thiệt không? Nói: dạ thiệt. Ngài Ca Diếp cầm cái chén nước bún thiêu đó uống một cách ngon lành, xong hồi hướng cầu nguyện cho bà: tôi mong rằng đời này bà mở lòng bà cho tôi, đời sau bà được sanh cái nơi có sung túc, có ăn có mặc. À, còn ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng người ta nghèo muốn chết rồi xin gì nữa, cái người giàu mình phải xin để họ cho bớt rồi kiếp sau họ giàu nữa. Cho nên quý vị thấy không, thánh tăng cũng có những vị mỗi hạnh, mà ngay cả chư Phật cũng hai hạnh. Đức Phật A Di Đà phát cái nguyện: người nào thấy cõi Ta Bà này đau khổ, muốn sanh cõi Cực Lạc, ngài mở nước Cực Lạc cho sanh về đó. Nhưng mà ngược lại, Đức Phật Dược Sư, ngài thấy rằng có những chúng sanh còn ham cái đó, còn ham có quan chức, còn ham có địa vị, ham giàu có. Cho nên ngài nguyện, ngài lập cái pháp tu, những người nào còn thích cái đó tu theo Phật Dược Sư. Nhưng mà thay vì để họ làm giàu bất lương thì Phật sẽ dạy họ làm giàu chân chánh. Đó là cái ý của Phật Dược Sư. Quý vị hiểu ý bà nói vậy đó. Ừ. Rồi thì á, cái người mà khổ, trước khổ sau khổ là vì á, mình đem cái khổ của mình vung vẩy cho người khác, rồi mình làm tiếp tục những cái nghiệp khổ đó cho người khác, thì cả cuộc đời mình ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất, có rồi bỗng chốc quá hư không. Vì suốt cuộc đời mình khổ vẫn hoàn khổ, không có thể thoát được. Cho nên á, cái người này khổ lắm. Cho nên người nào có lòng từ thấy người kia khổ, mà cái hành nghiệp hiện đời vẫn còn tác nghiệp nữa, thì mình nên tìm cách giúp cho người này chuyển hóa cái khổ của họ. Thí dụ ha, họ khổ, ở nhà không làm gì hết, cứ coi phim, coi hết bộ này tới sang bộ khác, không đi đâu, không muốn làm gì hết. Rồi rủ người ta đi: chị, bữa nay á, tôi đi chùa, chị đi với tôi, chị ở nhà chi coi phim hoài nó nhức đầu, đi với tôi. Kéo người này ra một chút, thậm chí rủ đi ra ngoài shopping. Trong khi mình đi, mình khuyên lơn, mình nhắc nhở chút xíu vậy nó đỡ lắm. Mình phải giúp cho người kia thoát ly được ở cái lưới khổ đó. Bởi vì cái khổ nó giống như một cái lưới chằng chịt mà người này hình như không có lối thoát. Đức Phật có kể trong kinh giống như một con khỉ, lỡ đi đường mà sa xuống một cái bẫy dính rồi, thì cái con khỉ này á, dính một chân thì định lấy cái chân kia đạp ra để mà ra cái khổ, ai ngờ đạp vô cái đống đó thì lại dính hai chân. Con khỉ mới lấy cái tay đẩy ra thì lại dính cái tay. Rồi con khỉ còn một tay duy nhất, định đẩy, dùng hết sức đẩy ra, rốt cuộc dính hết bốn tay. Rồi con khỉ định lấy cái đầu đẩy một cái cho thiệt mạnh để văng cái người mình ra, rốt cuộc cái đầu nó dính. Cuối cùng anh còn có cái đuôi, anh nghĩ bây giờ lấy cái đuôi giận hết sức để mà vung cái đó ra, rốt cuộc cái đuôi nó dính. Cho nên con khỉ có cái đuôi, cái đầu, hai tay hai chân dính hết. Qua câu chuyện đó, Phật nói chúng ta cũng thế, cứ lấy sáu căn của mình mà cứ dính đủ chỗ hết. Đó. Vì vậy mà cái người trước khổ sau khổ là rất là cần chúng ta quan tâm. Và nói chung thì hình như ai chúng ta cũng phải quan tâm, bởi vì một phút mà lơ là
thì chúng ta đi lệch, giống như mình lái xe vậy đó. Không, cái bảng exit trước mặt đó mà cứ nghĩ là chưa tới đâu là hụt. Quý vị thấy không? À, hồi nãy một Phật tử chở Hòa về mà cái số nhà là 4976. Mà Pháp Hòa đi tới đó Hòa nhớ là mình họ ghi 47 hướng này mà 4500 đây, mà ảnh quẹo lộn cái Pháp Hòa nói rồi. Không, quẹo trật cái là sao? Đi xa. Cho nên Tổ Huyền Giác ngày mới nói trong chứng đạo ca đó: sai chi hào ly thất thiên ly, chỉ cần sai một ly thôi đi cả dặm, nhưng mà không sao, có đường về. Quý vị thấy đây hay lắm, quẹo lộn exit điên hồi cũng có đường ra. Cũng vậy, lỡ mà chúng ta lâu nay đã sống là cái người từng khổ rồi lại làm khổ người khác nữa, bây giờ nghe lời Phật dạy đừng làm cái đó nữa, đó là tạo nghiệp thôi. Mình khổ rồi là do mình không có biết ứng dụng cho nên mình khổ. Tại sao mình không chuyển nghiệp? Đừng làm cái đó. Cho nên mới thấy mấy chú nhiều khi đi học về cứ huynh đệ sống thì dĩ nhiên phải có những cái lúc bất hòa. Thì Pháp Hòa hỏi tại sao con làm như vậy? Nói tại huynh kia làm như thế này, đệ nọ làm như thế kia. Pháp Hòa mới nói con muốn cái sư huynh kia đừng đối xử với con như vậy không? Nói muốn thì con đừng làm y như sư huynh đó. Phải không? Thí dụ bây giờ người ta nói xấu mình, rồi mình tức quá mình đi nói xấu lại, thì có gì đâu đặc biệt. Cái đặc biệt là người ta nói xấu mình mà mình không nói xấu người ta. Ví dụ như người ta hay nói móc mình mà định mừng đừng móc lại, tại vì mình móc lại người ta đau, người ta móc mình nữa. Phải không? Cho nên là tối ngày hai vợ chồng cứ gà ráp vô là trách với móc. Hỏi sao ta, hỏi tới tại sao mà cứ trách móc hoài. Ủa, không có móc làm sao có chuyện để trách? Phải móc ra mới có chuyện để trách chứ. Ông có nhớ không? Ngày trước ông làm chuyện này, bà có nhớ không? Bà làm chuyện kia. Cho nên trách móc là gì? Móc ra mới có chuyện để trách. À, cho nên tu là chuyển nè. Cái hoa này nó tươi không? Nó phân nó rơi xuống thành rác, chuyển nó thành phân bón, nó nuôi cây khác. Cái đau thương đó mình phải học nó, chuyển đau thương này thành ra phân bón, nuôi cho mình có một nguồn an lạc khác. Quý vị thấy không? Quý vị thường tụng nè: biển trần khổ lâu đời luân lạc, với sinh linh vô số điêu tàn, sống u hoài trong kiếp lầm than, con lạc lõng không nhìn phương hướng. Mình nói với Phật: Phật ơi, đàn con dại đang từ lâu vất vưởng, hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, xin hướng về núp bóng từ quang, lại Phật tổ soi đường dẫn bước. Nguyện với Phật rồi mà. Bao tội khổ trong đời ác trượt, chỉ vì đâu? Vì tham sân si mạng gây nên. Hôm nay mình nói với Phật thì hôm nay giữ trọn lời nguyện, xin sám hối để lòng thanh thoát. Trí Phật quang minh như nhật nguyệt, từ bi vô lượng cứu quần sanh. Con nhất tâm nguyện sống đời lành, đem thân mạng nương nhờ tam bảo. Tập khí năm xưa rồi sẽ chuyển hóa, vườn tâm tuệ giác sẽ nở trăm hoa. Chừng đó niềm an vui đem khắp mọi nhà, hạt giống tốt gieo về muôn lối. Không từ bỏ thế gian này, cùng tăng thân xin nguyện trở lại, nơi cõi đời làm việc độ sinh. Giờ phút này sông núi chứng minh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Mình nói ghê gớm như vậy. Đó là cái người mà người ta sống khổ mà người ta không để cái khổ nó hoành hành. Có một quý vị nào để ý những cái con thú mà giữ trong rừng, như con cọp, con sư tử, nó bị thương, ai dám tới gần con sư tử mà trị lành vết thương cho nó? Nhưng mà quý vị, con sư tử trị vết thương bằng cách nào không? Nó đi tìm cái chỗ yên lành, nó nằm im đó để cho vết thương nó lành rồi nó mới đứng dậy nó đi. Có bao giờ con thú dữ trong rừng mà được người ta băng bó đâu. Nhưng con thú dữ nó biết cách, nó làm cho nó lành vết thương. Chúng ta cũng thế. Khi đau thương tràn ngập cõi lòng, tìm một góc ngồi yên cho nó tỉnh. Tại vì sao? Tại vì khi nóng giận nói ra là mất bình tĩnh. Có phải không? Người ta gọi là đa ngôn đa quá.
nói nhiều là lỗi nhiều. Cho nên mình đừng có sống theo cái người thứ ba là trước khổ sau cũng khổ. Bây giờ cái dạng thứ tư là gì? Trước vui sau vui. Chắc mình cũng có phải không? Happy, happier and happiest. Còn nếu không khéo thì you and ở trước là unhappy. Đó. Cho nên biết tu là biết lắp ráp, phải không? Để cho nên á, Đức Phật dạy người thứ tư là người trước vui sau vui, là cái câu đó: niềm an vui đem khắp mọi nhà, hạt giống tốt gieo về muôn lối, cùng tăng thân xin nguyện trở lại nơi cõi đời làm việc độ sinh. Quý thầy tu, quý thầy học Phật, quý thầy an vui, quý thầy có sự bình an thì đâu có an vui với cái đó, đem trang rãi cho tất cả mọi người. Quý vị thấy được điều Pháp Hòa nói. Hôm nay buổi thứ hai Pháp Hòa gặp tất cả đại chúng, và Pháp Hòa muốn lấy một bài kinh này ra. Đức Phật nói ở trong kinh bốn dạng người sống. Bây giờ ôn lại nè. Dạng người thứ nhất là gì? Trước khổ. Thứ hai là? Thứ ba là? Thứ tư là? Bravo, vỗ tay. Phật tử Vancouver giỏi quá. Vậy quý vị hiểu được ý của Phật dạy ha. Mình tu là mình kiểm lại coi mình dạng nào. Mình là người hiện nay đang khổ, trước giờ khổ. Thôi, hôm nay tôi học được bài kinh này rồi, tôi về tôi sẽ làm cho đời tôi hết khổ. Rồi, trước kia mình đã vui mà bây giờ nhìn lại ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Lúc đó giác ngộ ra em, chính em, cũng mình thôi. Ngày xưa mình cũng đã từng là lá ngọc cành vàng, ngày xưa mình cũng đã từng gì quyền quý cao sang. Bây giờ sao mình khổ như vậy? Phải nhìn lại mình. Người tu là cái người phản quan tự kỷ bổn phận sự. Nhìn lại mình là bổn phận duy nhất của người tu. Thấy được hoàn cảnh nào? Từ trước giờ tôi vui và hiện tại tôi cũng vui. Đó là mình, người trước vui sau vui. Vui là vì mình biết đem cái vui mình trang rãi cho người khác. Điều thứ ba, nếu mình nhìn lại ngày xưa xung quanh mình, tại sao nhiều người khổ quá? Là bởi vì mình không hề đem niềm vui cho người ta. Người ta khổ thì người ta quật lại mình thôi. Cho nên quý vị nhớ Phật dạy trong kinh, nó có một con bắt rắn. Nếu muốn bắt con rắn là phải cầm cái cây nạn chấn ngay cái đầu con rắn, để con rắn không còn cục cựa được. Còn nếu như không biết nắm cái đuôi con rắn thì con rắn sao? Quật ngược lại cắn mình. Có ai như Đức Phật dám đem giáo pháp của mình ra ví dụ như một con rắn độc? Lâu nay người ta cứ nghĩ nói là người giáo lý của người ta, pháp tu người ta cao tột như thế này. Nhưng với Đức Phật nói khác. Pháp tu của tôi, các thầy học, quý vị học, mà quý vị không biết cách học, không biết cách hành, thì coi chừng cái pháp này nó sẽ làm hại cuộc đời quý vị. Hồi trước chưa tu vui lắm, an lạc lắm, đi chùa rồi sao giờ không ai dám tới gần hết. Trật lật. Là vì sao phải không? Hồi trước mình nó dễ thương lắm, bị có biết gì đâu nói. Tới hồi vô chùa biết được rồi, trời ơi, người nào vô mình cũng nói sai hết á. Đi chùa lâu chưa mà lại Phật thấy ớn vậy? Đi chùa lâu chưa mà cấm cây nhang thấy ghê vậy? Có nhiều khi ta đang nùi nùi cái áo tràng, giật cái áo tràng lại. Nè bà có túi nè. Đi chùa lâu mà không biết xếp áo tràng, ta buồn liền. Ta buồn liền. Đây, mình lại chị, để em chỉ cho chị, em bày cho chị xếp cái áo tràng cho nó đúng nha. Cái này là quý thầy cũng dạy lại chứ em không có biết. Cũng một cách dạy, nhưng mình phải vận dụng khéo nói nữa. Mình nói sao cho người ta dễ chịu, ta dễ nhận. Cho nên coi chừng, trước vui mà sau khổ cũng cái chỗ này. Trước kia mình cũng nhàn nhã lắm, đi tu sao hồi không nhàn nhã nổi. Rồi bây giờ quý vị nhớ được bốn cái đó không?
Nhưng mà nhớ là cái này có nhiều khi mình không khéo là ngay trong đạo mình cũng bị nha. Ngay trong đạo cũng bị á. Hồi xưa á, mình khổ, mình đi chùa cái mình vui. Vì mình học đúng cái mình vui. Còn nếu mình không khéo á, ngày xưa mình vui, đi chùa học sao thành khổ. Phải không? Rồi mình đã khổ rồi, vô chùa mình khổ luôn. Đó, con người mà vui ở nhà đời cũng vui, vào trong đạo cũng vui. Đó, thì đó là hôm nay Pháp Hòa xin trích một bài kinh Đức Phật nói trong Tăng Nhất A Hàm để chia sẻ với đại chúng, là Đức Phật dạy cái vấn đề khổ vui do mình chuyển. Thì ở đây Pháp Hòa mới xin thưa đại chúng, đây là cái cách chúng ta biết chuyển nghiệp, chúng ta biết sống, phải không? Xin chúc đại chúng có một cái buổi an lành và ứng dụng bốn cái điều Phật dạy. Khổ thì ai cũng khổ, có cái điều là chúng ta biết quán chuyển như thế nào. Cái vấn đề bất hạnh thì ai cũng có, phải không? Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta tỉnh giác để chúng ta chuyển khổ thành vui. A Di Đà Phật. Giờ ở đây mình có câu hỏi nè, trả lời không hay để ngày mai? Thôi giờ mình bắt vài câu ha. Rồi. Tức là bây giờ mình đã xong được một tiếng, màn 1, cảnh 1. Bây giờ mình tiếp tục qua màn 2, cảnh 2. Giờ để coi coi ai. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con rất vui mừng Thầy Pháp Hòa đến Vancouver. Được thấy Thầy tận mặt bằng xương bằng thịt ở ngoài. Chớ từ bấy lâu chỉ thấy Thầy trong TV, trên Internet, trên mạng. Xin Thầy cho chúng con biết nên niệm Phật ở nhà mỗi buổi tối niệm như thế nào? Phải đọc bài kinh, bài chú gì cho đúng? Câu thứ hai, ngồi thiền cách ngồi như thế nào là đúng, hít thở ra sao trong khi ngồi có niệm Phật không? Câu thứ ba, con muốn vô quy y nhưng con biết rõ quy y là gì, có được những Phật gì phò hộ không? Thấy thương quá. Mấy câu hỏi gì dễ thương lắm. Thứ tư, xin Thầy chỉ dạy cho con thoát khỏi bốn chữ phiền não lo âu. Thầy cũng lo âu lắm. Tháng nào bill về không đủ cũng lo lắm. Ở đây ai không lo bill? Lúc cà thì sướng lắm, mà bill về thì cà lắm. Lúc đi shopping thì cứ cà thẻ. Con có ba đứa con còn nhỏ, chồng thì bỏ đi lấy vợ khác đã gần 2 năm nay. Con thì không biết lái xe, tiếng Anh cũng không rành, thân thì bệnh hoạn, bệnh bao tử, ăn không tiêu, ngủ không ngon, xanh lè, xanh lét như tàu lá chuối. Con buồn, con khổ, hầu như ngày nào con cũng khóc. Này giống thơ tình quá. Nay cặp mắt của con càng ngày càng mờ ảo đi, ngó trước mắt có hai đốm đen trước mắt, bác sĩ nói đeo mắt kiếng không work, chỉ có mổ giải phẫu mới work. Nhưng con lo âu, mổ rồi con không có đi làm được chuyện nặng hay vô gần lửa, con sợ trúng lại, vì chỉ có một mình con mới lo được cho mấy đứa nhỏ của con. Đại ơn đại đức của Thầy, xin Thầy cứu con cho đôi mắt con được sáng lại bình thường. Cái này nguy à. Xin Thầy giải cho chúng con biết kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Con chỉ nghe mọi người nói và truyền miệng từ người này sang người khác là nghiệp trước đã làm nên tội lỗi nên kiếp này phải trả. Hay đã thấy gia đình được sung túc hạnh phúc thì họ nói gia đình kiếp trước có tu. Nhưng không có một ai biết rõ kiếp trước của mình, chỉ nhìn hiện tại mà đổ thừa kiếp trước. Hay là không có kiếp trước, kiếp sau, nói để an ủi cho cuộc sống hiện tại mà thôi. Xin Thầy cho chúng con được biết rõ điều này. Tại sao kiếp này người làm ác thì trời Phật không cho người đó bị quả báo, hay là người làm điều lành, điều thiện thì trời Phật cho người đó hưởng phước, những điều tốt đẹp đến với họ. Có như thế mới
mọi người mới nhìn thấy là làm theo hay tránh làm điều ác. Hết buổi. Thôi thì Pháp Hòa xin thưa như thế này. Thì thật ra thì những câu hỏi trong này á, rất cái câu hỏi này có mặt trong giờ phút này mà nghe được cái bài kinh hồi nãy Đức Phật nói chắc cũng sẽ hiểu được. Mình đã khổ rồi thì không mong khổ nữa. Mình đã khổ, bây giờ phải tìm cách cho mình vui. Sáng mắt không bằng sáng tâm, sáng lòng. Thầy không có power làm cho mình sáng mắt, nhưng mà Thầy có khả năng mang lời kinh Phật làm cho mình sáng tâm. Một khi tâm sáng, lòng sáng thì mọi việc sẽ bình an. Ngày xưa có một vị thiền sư, Ngài bị mù nhưng mà lòng Ngài rất sáng. Một lời khen của ai Ngài nghe, Ngài hiểu cái khen đó là khen ở cái tâm nào. Một lời chê của người ta, xin lỗi, Ngài nói rằng tôi mù nhưng mà khi tôi nghe người ta chúc mừng hay người ta chia buồn, tôi vẫn hiểu được cái cảm của người ta. Có những lời chúc mừng nhưng mà chưa đầy sự ganh tị. Có những lời chia buồn nhưng mà chưa đầy những sự hân hoan đáng đời lắm. Những người chúc mừng mình nhưng mà trong tâm người ta an ủi mình cái khổ, nhưng mà trong lòng người ta vui. Cho nên á, xin thưa đại chúng á, là ở trong tất cả chúng ta ai cũng có những niềm đau nỗi khổ hết. Ngay cả một người tu cũng gặp những khó khăn trên bước đường tu đạo, hành đạo, chứ không có phải suôn sẻ đâu. Vì trong cuộc đời này, nếu chúng ta đã nói dấn thân, dù đời hay đạo, thì sự dấn thân này chúng ta đều phải có một cái giá để trả. Quý vị thấy không, ở đây thỉnh thoảng mình đi yard sale, garage sale, món hàng người ta vứt, nhưng mà thay vì bỏ, người ta không bỏ, người ta mở một cái chỗ bán 10 xu, mình muốn có mình cũng phải mua, dù chỉ có 10 xu trên ta không cho. Như thế thì trên đời này không ai cho mình cái gì hết. Phật không có ban cho mình hạnh phúc hay là khổ đau. Hạnh phúc khổ đau là tự mình, do mình gieo nhân không lành cho nên bây giờ mình gặp cái quả không hay. Bây giờ mình gặp cái quả không hay thì đừng có buồn khổ than trách trời Phật. Cụ Nguyễn Du cũng nói ngay trong cái bài chuyện Kiều của Ngài. Cụ nói sao? Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện tâm ở tại lòng ta, phải không? Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Ngày xưa cô Kiều hát những bài tình sầu đứt ruột, nhưng mà khi cô Kiều tỉnh giác rồi thì cô Kiều hát những bài hát đàn, những đàn nghe không còn sầu khổ nữa. Mà khi gần đoạn cuối, quý vị sẽ nghe cái câu: xưa sao sầu khổ, sao nay vui vậy. Khổ vui cũng tại lòng này, phải không? Hay là khổ tận đến ngày cam lai. Khổ đã tận, cam đã lai. Nếu chồng mình không còn thương mình nữa, không còn ở nhà để làm khổ mình nữa, người kia đã đi, thì mình phải nghĩ rằng đây là hết nghiệp. Chứ có gì đâu buồn. Ông ở nhà ông hành khổ mình thôi. Ông ở nhà ông cứ có tiền cho ông thì ông vui, không có tiền thì ông la rầy, ông chửi mắng. Thì thôi bây giờ có người lo cho ông thì mình khỏi lo. Cho nên nè, có lo, lo gì? Bộ lo không có người ở nhà để cho mình lo hả? Không có lo. Người kia đi rồi thì mình phải lo người còn ở lại là ba đứa con, phải không? Cái ba đứa con mới là cái ruột của mình. Còn người kia đi rồi thì để cho người đó cứ đi. Vì cái duyên hết á. Người xưa nói như thế này: nhi nữ thời túc trái, hoàng trái, khảo trái, hữu trái phương lai. Phu thê thời duyên, nghịch duyên, thiện duyên, vô duyên bất hạp. Cái câu đó mình dịch như thế này: con trai con gái đều là nợ cũ, đến đòi mình hay đến để mà mình đòi nó. Khảo trái
hoàn trái là trả lại mình, khảo trái là nó đòi mình. Nhưng nếu không phải là nợ thì nó đến để làm gì? Hữu trái phương lai, đến làm chi? Không có nợ đến làm chi? Túc trái là nợ cũ. Cho nên mình nói, ơi tôi với cái người đó chắc là oan khiên túc trái. Túc trái là nợ cũ. Thì bây giờ trả hết nợ thì người ta đi. Cũng giống như là mình ăn rồi, mình đứng dậy mình trả tiền, mình cho tiền thiếp thì người ta để mình đi chứ gì đâu. Phải không? Thì giờ ta đi rồi thì bây giờ mình còn phải ở lại mình thu dọn chiến trường. Chứ ở đó mình nói nhưng không chết người trai lính trẻ mà chết người gái nhỏ hậu phương. Cái người lính trẻ kia đi rồi không có chết, mà mình là người gái nhỏ hậu phương không đi đánh giặc mà chết. Không có chết kiểu đó. Mình đã học rồi, Phật dạy mình phải có đại hùng đại lực để mình vượt những khổ đau đời, nương thuyền từ để vượt qua biển khổ, cầm đuốc thiên soi rọi giữa quần mê. Văn tư tu sinh quyết hành trì, thân miệng ý phải noi về chánh kiến. Phật dạy mình rồi, mình phát nguyện với Phật mỗi ngày qua cái bài sám đó. Mình phải nương thuyền từ để vượt qua biển khổ, mình phải cầm đuốc thiên để soi rọi giữa rừng mê. Cuộc đời này là cả một rừng mê. Pháp Hòa đưa cái ví dụ này. Một hôm Pháp Hòa đọc sách thì Pháp Hòa thấy một vị tổ đưa cái ví dụ hay lắm. Ngài mới nói rằng rừng trúc rậm rạp không ngăn được dòng nước chảy, núi có cao trên vên không cản nổi đám mây. Nè, núi nó cao như vậy phải không? Nó vững như vậy nè, mà khi đám mây đi ngang cái núi đó thì tự mây nó tẻ ra. Còn rừng trúc mà nó đan với nhau chằng chịt, nhưng mà nước lọt hết, nước chảy vô trong đó rồi là nước đã đi thông hết, bị nó có cái ngõ lách của nó. Quý vị thấy được điều đó không? Đó, cho nên mình phải làm như vậy. Nghĩa là dòng nước rừng trúc rậm rạp không ngăn được dòng nước chảy, núi đỉnh có cao không che, không cản được cái đám mây. Mình phải như thế. Cho nên nếu mà nói khổ á, không ai mà không khổ. Tại Pháp Hòa chưa ngồi qua tâm sự đời cô Lựu thôi. Chúng ta cũng đã từng làm đời cô Lựu, chúng ta cũng đã từng làm đời cô Hạnh, phải không? Mà chúng ta cũng là những người đang sân khấu về khuya, và chúng ta cũng là những người nửa đời hương phân. Khổ lắm. Nếu mà nói cái khổ trên đời này ai cũng có. Giàu có không? Nghèo có khổ không? Đẹp khổ không? Xấu khổ không? Cạo đầu khổ không? Khổ. Không cạo ngứa. Kiểu nào cũng có. Cái nào nó cũng có cái, nghe là cái nào nó cũng có cái mặt trái mặt phải của nó. Phải không? Quý vị học cái câu này. Chư hành là vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Các hiện tượng trên đời này đều là vô thường. Nó là pháp của sanh diệt. Diệt rồi sanh, sanh rồi diệt, vui rồi buồn, buồn rồi vui. Có phải không? Trước đây mấy tháng hân hoan nôn nóc hớn hở dọn dẹp làm đủ thứ hết để có ngày này, rồi không mấy ngày nữa rồi sao? Chia tay, phải không? Chỉ còn gần nhau ngày mai nữa thôi. Ngày mai nữa thôi là xa nhau rồi. Thầy theo cánh chim về lái với đời. Ủa về chùa chứ. Quý vị còn Pháp Hòa mới là còn thầy ở lại trong kiếp đơn côi mà không có cô đơn, cô độc mà không có cô đơn. Một vị thầy nuôi hàng chục đệ tử, hàng trăm đệ tử nổi mà không sanh à, không sanh á mà nuôi nổi. Mình sanh ra được mình dưỡng không nổi sao? Cho nên người nào đi mình phải tùy duyên người đi, nhưng mà tâm mình phải bất biến, là biết cái gì phải làm, cái việc phải là cần chăm sóc cho con cái, chứ không buồn khổ theo người đã đi. Cái đó là không có biết sống. Quý vị hiểu ý được ha? Cho nên cái câu thứ tư này Pháp Hòa nghĩ rằng không cần trả lời, vì bài kinh này đã nói đủ cho mình rồi.
Mình phải hỏi mình một câu, ổng đi rồi như vậy là mình đang hết nghiệp hay đổ nghiệp? Hết nghiệp. Vợ chồng là gì? Hồi nãy nói nè, phu thê là duyên, nhưng mà thiện duyên hay là ác duyên thôi. Không có duyên không có gặp. Có nhiều người á, lúc làm bồ bịch với nhau là hạnh phúc vô cùng, mà tới ngày đám cưới rồi, từ ngày đó tới về sau không có ngày nào hạnh phúc hết. Gầy suốt cả ngày mà xa không có được. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Cho nên bây giờ mình á, bỏ thì thương, vương mà không nặng. Đó là cách sống của người Phật tử. Cô yên tâm, cái quan trọng là mình phải lo cho con mình. Bây giờ lỡ con mình bệnh mình chết, ai lo con mình đây? Chính phủ nuôi làm sao bằng mình nuôi? Rồi bây giờ người chồng đem con về nuôi, cũng rước người thứ hai thứ ba về, làm sao mà người thứ hai có thể thương con mình như mình thương được? Cho nên mình không có thương ai hết, mình cũng phải thương mình chứ. Không thương cũng nghĩ chút tình, tình hai đứa nhỏ, phải không? Nó cần cái bàn tay chăm sóc của mình. Cho nên mình có thiên thủ, thiên nhãn. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Người có ngàn tay ngàn mắt, hiểu rõ từng vấn đề, đưa bàn tay mình ra cứu giúp từng vấn đề thì vô ngại đại bi. Có cái gì mà vô ngại mình khi lòng mình đã rộng lớn? Nội câu đó thôi sống đủ không? Thiên thủ, thiên nhãn, vô ngại đại bi, chừng đó tâm Đà La Ni. Vô ngại đại bi tâm, chữ Đà La Ni là tổng trì, gom hết tất cả nhưng mà không có gì ngăn ngại. Chở con đi học được, cho con ăn được, tự mình làm được hết, không có gì trở ngại hết. Hồi xưa quý thầy vô chùa ai dạy đâu, có ai dạy làm cha làm mẹ đâu. Tự nhiên ba bốn đứa nhỏ nó vô là tự nhiên mình biết à, đó là thiên chức. À, thiên chức mà, cho nên cái kia thiên chức là cái chức vụ thiêng liêng. Không ai dạy mình làm cha, chẳng ai chỉ mình làm mẹ, nhưng khi có con rồi tự nhiên biết chăm sóc con như thế nào. Cho nên cô đừng có buồn, phải không? Nếu có buồn là trước khổ thôi, bây giờ bắt đầu đã tới vui, phải không? Trong truyện Kiều có cái câu: bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chăng là chim bao. Rõ mặt đôi ta là đôi nào? Mình với tâm của mình với cái hoàn cảnh của mình. Rõ mặt đôi ta là mình, là y, là chánh báo. Hoàn cảnh của mình là y báo. Mình phải rõ ràng hoàn cảnh mình như thế nào, rồi mình như thế nào, không còn sống kim trong chim bao mộng mị nữa. Ai không biết, con không cha như nhà không nóc, vợ không chồng như mùa đông không lò sưởi. Nhưng mà ở xứ này bây giờ cái portable thiếu gì? Mấy cái điện, sưởi điện không có sao hết. Mình thua keo này, mình phải bày keo khác. Cho nên quý vị mới thấy tại sao Bồ Tát Quan Âm có ngàn mắt ngàn tai. Ngàn mắt là tượng trưng cho hiểu rõ từng vấn đề, ngàn tai là bàn tay đưa chứa chữa trị từng vấn đề, không có ngại vì có đại bi tâm. Pháp Hòa cứ lẩn quẩn cái câu này gì, nó là cái thật của ngay trong kiếp sống con người của ta đây. Nó là rất thật. Ai không muốn con mình nên, nhưng mà nhiều khi mình cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình tiếp liễu, liễu xanh tươi. Mình dạy nó quá trời rồi cuối cùng nó hư, có phải không? Thành thử nhiều khi mình cố ý mình tưới hoa, hoa chẳng nở mà cỏ nó mọc. Đời nó vậy. Cho nên nhiều khi á, cứ lo cái người đi, rùa rầu khổ cái người kia mà quên chăm sóc mấy đứa con. Rồi nó lớn lên, nó cái tuổi teenager, rồi tối ngày nó cứ thấy mẹ mình nó không có cái gì khác hơn là ngồi đâu rầu đó, ngồi đâu khóc đó. Thì cái đó là cái hình ảnh rất là negative. Nuôi dưỡng đứa con đó nguy hiểm lắm. Pháp Hòa đã từng gặp nhiều rồi. Pháp Hòa gặp rất là nhiều đứa trẻ nó sống trong đau khổ như vậy. Cho nên nếu mà cô Phật tử có ngồi đây hỏi câu hỏi này, thì Pháp Hòa xin thưa với cô rằng đừng có khổ như vậy. Phải không? Mình ăn một tô phở, lỡ có mặn vắt miếng chanh, tự
tự nhiên nó dịu xuống. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình tu mình phải biết biến chế. Ở trong cái cảnh cùng mà mình vẫn tìm ra pháp giải. Như cái hình ảnh Pháp Hòa nói, rừng trúc rậm rạp không ngăn được dòng nước chảy, núi cao kia chẳng ngại được đám mây lành. Được không? Học đi. Bây giờ cái cô này mới hỏi là niệm Phật, ngồi thiền, nãy giờ một cô muốn tu kiểu nào? Hãy tu thiền thì ngồi thiền, mà tu tịnh ngồi tịnh. Thôi bây giờ nói ở đây thì Pháp Hòa nghĩ rằng quý vị học tịnh độ thì chắc biết cái này nhiều hơn Pháp Hòa rồi. Phải không? Niệm Phật là niệm sao? Có nghĩa là mình niệm Phật có ba cách. Chữ niệm nghĩa là nhớ. Quý vị nhớ nha, chữ niệm là nhớ. Niệm Phật là nhớ Phật. Nhưng mà niệm Phật có ba cách. Một là miệng lâm râm niệm, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, đó kêu niệm Phật đó. Thứ hai là nhớ tưởng tới Phật. Thứ ba là hành theo lời Phật. Trong ba cách, cách thứ ba là quý nhất. Hiểu không? Tức là mình vẫn ứng dụng mình làm, tức là miệng niệm mỗi ngày, tâm nghĩ tới Phật, nhưng mà mỗi ngày sống hành theo lời Phật, gọi là niệm Phật. Tại vì niệm nghĩa là gì? Niệm là nhớ. Ví dụ bây giờ mình nhớ nghĩ tới người kia kêu tưởng niệm. Tưởng niệm là vậy, nó tưởng niệm tức là mình nhớ nghĩ tới người đó. Thì cũng như thế, mình niệm Phật có nghĩa là mình phải nhớ Phật. Bây giờ ai á, mà chưa có quen thì cầm sâu chuỗi, Nam Mô Di Đà Phật, miệng niệm, tai nghe, tâm nghĩ, bấm hộp. Khi mình niệm Phật không để những cái khác nó tạp vô. Thí dụ đang ngồi niệm, cái chuyện khác nó xen vô, bỏ liền. Đang niệm Phật, trở về với câu niệm Phật. Con cái nó có đi về, nó ăn uống làm sao kệ nó. Đang niệm vậy nè mà hí ra, thấy nó về nó hâm cái tô phở. Con nhớ để ớt nha con. Niệm chút nữa. Mình để ý con nó hâm mấy phút ta. Con ơi con, phở mà ăn nguội không ngon con, hâm thêm đi con. Có nhiều khi đứng dậy lại rờ con nó ăn có nóng không? Không có tội lỗi. Nhưng mà mình chưa có hành trì miên mật thì làm sao tâm nó tỉnh? Niệm Phật, ngồi thiền, tụng kinh, trì chú, cốt là để cho tâm tịnh. Bởi vì tâm mình lăng xăng, cho nên cần phải tìm một pháp nào đó để giúp cho tâm mình tịnh. Bởi vì tâm mình hay chạy nhảy thì phải tìm một cách cho nó trụ cái tâm. Mà khi tâm trụ thì không nghĩ chuyện khác. Mà niệm Phật mà còn nhớ con ăn nguội, rồi con ăn lạnh, con ăn trật, rồi con ăn sai là không được. Muốn cái gì ghi giấy sẵn đi, ghi giấy sẵn dặn con nó làm. Còn nếu không biết nữa thì cứ nó ăn nguội gì, thật sự mà nói nó nguội cũng tô. Nó đâu phải là lần đầu tiên nó ăn cái đó đâu, mà mình phải lo chi cho nó quá, phải không? Đó, thành thử ra bớt cái đó, bớt cái tạp. Cái chữ tạp đây có nghĩa là lăng xăng những thứ mà mình ngoài cái việc mình đang làm. Còn ngồi thiền á, là người ta hít thở cũng là một cách tịnh tâm. Nhưng mà thay vì ta niệm Phật, ta không niệm, ta niệm hơi thở, nhớ hơi thở mà không có ráng thở. Thở vô biết đang thở vô, thở ra biết đang thở ra, thở vô ngắn biết ngắn, thở ra dài biết dài, ngắn dài biết rõ, ngồi yên. Và hãy cái gì nó xen vô, bỏ trở về hơi thở. Cũng y thôi. Thì cũng, còn bây giờ quý vị muốn phối hợp nè, vừa thiền mà vừa tỉnh là cách này. Thở vô A-di, thở ra Đà-phật, A-di, Đà-phật. Cứ từng tự như vậy mà niệm, mà không có cái gì. Hãy cái xen cái khác vô là buông ra trở lại. Mà không có ráng thở, để hơi thở mình tự nhiên. Chứ đừng có làm A-di, Đà-phật. Cái đó giống luyện khí công quá. Thở tự nhiên, thở tự nhiên. Lâu nay mình vẫn thở. Bây giờ á, cái tu của mình là biết mình đang thở. Cái đó là cái tu đó. Cho nên lâu nay mình vẫn sống nhưng mình quên. Bây giờ mình phải biết sống. Biết sống là như nãy bà nói đó. Cái gì gọi là trước khổ sau khổ? Cái gì là trước vui sau khổ? Cái gì là trước khổ sau vui? Cái gì là trước vui sau vui? Lâu nay không biết sống, bây giờ biết sống. Quý vị hiểu ý không? Bây giờ biết thở.
đi một bước A Di, đi một bước Đà Phật. Có nghĩa làm sao tâm mình an tịnh được một giây phút nào đó. Còn bây giờ đọc kinh á, cô hỏi đọc kinh thì đọc nhiều quá chừng rồi đây nè. Bát Nhã Tâm Kinh rồi Chú Đại Bi rồi Thất Phật Diệt Tội gì nhiều quá rồi, thầy nói nữa nó dư. Tụng vậy được rồi. Nhưng mà bây giờ như thế này cũng không nhất thiết tụng nhiều như vậy. Mỗi tối bài Chú Đại Bi mà trì cho nhiều thì nó vẫn thành tựu như thường. Bởi vì khi mà Đại Bi mà nhập tâm tụng thuần thục thì bắt đầu đó là pháp tu. Thấy không? Nếu mà cô cảm thấy đời này nghiệp chướng cô nhiều quá đó, cô tụng chú vãng sanh cũng được nữa. Quý vị đừng có lầm là chú vãng sanh tụng người chết nha. Không phải đâu. Chú vãng sanh nó có cái bài tên của nó đầy đủ là gì? Bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sinh tịnh độ Đà La Ni. Cái bài chú vãng sanh tên vậy đó. Bạc là trừ, nhất thiết là tất cả, nghiệp chướng căn bản là cái nghiệp chướng căn bản của mình, chừng đó mình mới đắc được, được sanh ở tịnh độ. Bài chú đó có tên như vậy. Bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sinh tịnh độ Đà La Ni. Thì bây giờ mình cảm thấy đời này mình nghiệp chướng quá nhiều, vô tụng kinh thì ngủ gục, ngồi thiền thì bắt đầu nó ngứa mặt, ngứa lưng, đau cẳng, phải không? Mà bỏ ra bộ phim là tỉnh, mà không có chịu nổi. Bây giờ là phim Hàn Quốc đủ kiểu hết, mà ngồi nói chuyện, nói phone rồi chơi là không mệt, không buồn ngủ, mà hễ vô niệm Phật là ngáp. Ngáp thôi là ngáp. Đều là nghiệp hết. Nghe pháp, thầy mới vừa bắt một câu: kính thưa đại chúng, hôm nay khò. Hôm nay là ngày khò. Ai mà bắt băng Pháp Hòa lên mà ngủ phải trả tiền à. Nhờ Pháp Hòa ru cho ngủ khỏi uống thuốc ngủ. À, cho nên á, tất cả những cái gì mình muốn làm mà nó có cái cản trở mình, nó đều là chướng hết. Cho nên gọi là nghiệp chướng. Còn cái gì mà nó ngăn che cái tâm tánh mình gọi là cái. Cái cũng là che. Cho nên nó thường thường cái quý vị thấy thỉnh quý hòa thượng đi, người ta cầm cái lọng đó, cái đó kêu cái bảo cái đó, hay cầm lọng đó, bảo cái che trên Phật đó. Bảo là quý, cái là che. Cái đồ che trên đầu Phật mà quý báo gọi bảo cái. Vậy thôi. Thì bây giờ cái chữ cái này là gì? Là ngăn che, cho nên mình có ngũ cái. Ngũ cái là năm cái nó che mình. Năm cái này nó lớn lắm, nó che mình. Là trong đó có buồn ngủ nè, gọi là hôn trầm. Tán loạn là tâm mình lăng xăng. Trạo cử là nhúc nhích, thấy không? Rồi giải đãi là lười biếng, nghi ngờ. Trời, năm cái này kiểm lại coi có đủ không? Đủ hả? Nghiệp. Cho nên mỗi ngày phải sám hối, chứ đừng có vỗ ngực nói mấy ông mấy bà tội lỗi nhiều đi chùa. Tôi không có tội, tôi khỏi đi. Có nhiều người nghĩ như vậy, nhưng không phải. Mỗi người mỗi nghiệp, mỗi người mỗi lỗi. Chờ đây á, trong khi mà mình tụng kinh á, không nhất thiết. Có nhiều người tụng vậy 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 phải kêu đủ, tụng vậy 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 kêu trật, kêu thiếu. Biết nhiêu đủ nhiêu thiếu. Tụng kinh đâu có biết đủ biết thiếu, phải không? Quyển chuyển tùy theo hoàn cảnh, khả năng, thời giờ. Quyển chuyển. Bây giờ không có thuộc gì hết, thuộc bài chú vãng sanh thôi. Một ngày tụng 21 lần, 108 lần được hết. Không có sao hết. Còn cái chuyện quy y, hỏi là con quy y có được Phật nào độ không? Được, có. Ông Phật lòng. Tự quy y Phật mà. Còn quy y nè, đây, quy y tượng đồng, tượng cốt, tượng xi măng này gọi là thế gian trụ trì Phật bảo. Còn quyển kinh, kinh này, kinh kia mình cầm mình tụng e mỗi ngày là thế gian trụ trì Pháp bảo. Còn quý thầy hiện tại là thế gian trụ trì Tăng bảo. Ba cái này gom chung gọi là thế gian trụ trì Tam bảo. Rồi, nâng lên bước nữa. Thế, xuất thế gian Phật bảo là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Dược Sư. Xuất thế gian Pháp bảo là những quyển kinh Đại Thừa. Xuất thế gian Tăng bảo là chư hiền thánh tăng như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Đó là gọi là xuất thế gian Tam, Tam bảo. Rồi từ nơi đó mình nhận ra mình, kể từ cái ngày mình quy y, mình biết trong lòng mình có Phật. Đệ tử biết trong lòng có Phật. Chỉ cần mình sáng là mình Phật, mê mờ là ma. Cho nên ma ma Phật Phật chính do ta. Ma Phật khác nhau chỗ chánh tà. Giác Phật, giác là Phật, mê là ma đó vậy.
chơn tâm mà vọng, chơn tâm là Phật, vọng động là ma. Thí dụ vậy đó. Cho nên ma Phật là mình. Thì bây giờ mình biết trong lòng mình có Phật, trong lòng mình có Pháp, đó là từ bi hỷ xá. Trong lòng mình có Tăng là mình có được sự hòa hợp đại đạo rộng lớn. Cho nên mỗi ngày tụng kinh phải có tam tự quy y đó. Tự quy y Phật, thể dạ cầu cho chúng sanh hiểu rõ đạo lành, để mà làm gì? Phát lòng vô thượng. Cho nên ba ngôi tam bảo nha. Thế gian trụ trì tam bảo, xuất thế gian tam bảo, đồng thể tam bảo. Còn Phật nào độ mình, Phật nào cũng độ hết. Đừng có nghĩ rằng thờ Phật Thích Ca, niệm Phật Di Đà, sợ Phật Thích Ca buồn. Có nhiều Phật tử hỏi vậy, thấy thương. Không có sai, quý vị đừng có ngại hỏi. Không biết cái gì cứ hỏi. Không có ai nói hỏi vậy cũng đi hỏi. Không, mình không biết mình phải hỏi chứ. Người ta kêu làm sao? Đa nghi thì đa ngộ. Người nghi nhiều ngộ lớn. Phải không? Không biết thì phải hỏi. Mà không biết mà làm như mình biết là không biết gì hết. Cho có nhiều người nói cái gì cũng biết, rốt cuộc hết biết. Cái gì cũng biết, gọi là biết hết mà. Tôi biết hết mà hỏi ra thì hết biết. Thành thử ra ở cái chỗ là Phật độ cho. Chữ độ là gì? Chữ độ quý vị đừng có tưởng nè, Phật rờ vô đây độ à. Chữ độ là gì biết không? Trong nhà Phật chữ độ là như thế này. Mình đang ở cái bờ bên này, mình sang được bờ bên kia là độ. Hồi nãy trước khi mình nghe cái bài pháp của Phật đấy, là mình khổ. Nghe được bốn cái dạng Phật dạy rồi mình vui. Độ, Phật độ mình là vậy đó. Chữ độ là vượt qua bờ bên kia. Cho nên gọi trong kinh Bát Nhã đó, độ nhất thiết khổ ách. Chữ độ là gì? Làm cho mọi khổ ách nó đi qua hết. Nó và mình vẫn có thân ngũ uẩn à. Trong Bát Nhã Tâm Kinh nói đó, ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Như vậy không lẽ mình dẹp cái thân ngũ uẩn này đi sao? Không, vẫn thọ thân ngũ uẩn này, nhưng không để cho thân ngũ uẩn này làm khổ mình nữa. Phải không? Vẫn thọ cái thân ngũ uẩn này, nhưng mà không để cho nó làm mình khổ. Bây giờ con mình đã có rồi, hoàn cảnh mình như vậy rồi, cho nên mình phải độ khổ ách. Phải sống cho mạnh dạn, sống cho an lành để nuôi con. Nuôi con bằng cơm ăn áo mặc không bằng mình nuôi con bằng cả cái đạo đức, cả cái tâm của mình. Mình cho nó cơm ăn áo mặc chưa đủ, phải dạy nó mỗi ngày làm sao chuyển hóa tâm thức của nó. Cái đó là cái quan trọng. Mình không dạy nó từ khi nó nhỏ, mai mốt nó lớn lên nó thành tre rồi làm sao bẻ. Khi nó còn trúc mà không bẻ thì nó là tre thì làm sao bẻ. Mà như giống như mình vậy nè. Hồi nhỏ biểu mình tu, mình đâu có chịu tu. Hồi nhỏ mà biểu mình làm lành, mình đâu có nói. Nó từ từ tu. Mà bây giờ khổ quá, nó con muốn tu. Nhưng mà tu thì ăn năn thì sự đã rồi, minh minh bể khổ luân hồi cực thân. Chừng đó mình hiểu, rửa hồng trần rần rần trái dậy. Quý thầy thấy vậy phải kêu, người say mê thấy vậy phải kêu. Giờ quý vị ngồi đây tĩnh tâm xét lại mấy điều, mau tu đạo đức sao siêu linh hồn. Sự giải khôn đâu có cần khôn giải, biết lỗi lầm sao phải ăn năn. Thấy ngày xưa mình khổ, chuyển khổ. Cho nên mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là trở về nhận Phật làm thầy, trở về tiếp nhận giáo pháp của Phật để ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Và chừng đó mình có thể, mình thống lý được đại chúng là chừng nào biết không? Chừng nào mình thống lý được bản thân mình thì chừng đó mình thống lý đại chúng không có ngăn ngại. Cái cầu tam quy y cái cuối cùng đó, tự quy y Tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng tất cả không ngại. Làm sao biết tất cả không ngại? Khi mình chưa thống lý được bản thân mình, mình chưa thắng được cái khổ của mình, chưa thắng được phiền não của chính mình. Cho nên thắng được mình thì thống lý đại chúng. Cho nên á, mình làm chủ cả thiên hạ không bằng mình làm chủ mình. Làm chủ được cơn giận của mình là mình chủ được người khác. Thôi câu này chắc tạm vậy được ha. Đây, cái câu này nó cũng trả lời được đấy. Khi con tụng kinh con thường hay tạp niệm, xin thầy quan hỷ chỉ dạy cho con cách nào để tụng kinh không còn bị nữa.
Thì khi nào mình tụng kinh mà tạp niệm không có làm gì khó hơn. Khác hơn là ngày xưa tạp mình đi theo, bây giờ tạp biết không theo. Cho nên á, Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Thích Thanh Từ ngày dạy làm sao? Biết vọng không theo, biết nó là giả không có theo. Còn ngày Nhất Hạnh thì dạy là chánh niệm, trở về với chánh niệm. Mà một khi niệm chánh thì tà niệm không có. Cho hai ngày dạy cùng một cách nhưng mà hai cách nói. Quý vị hiểu ý không? Cũng giống như Đức Phật Di Đà. Đức Phật Di Đà với người nào muốn sanh cõi cực lạc để mà lìa cảnh khổ, ngài dạy cho niệm Phật, niệm danh hiệu ngài. Đức Phật Dược Sư cũng dạy như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì mình hiểu được cái khổ của người ta, cho nên mình đưa ra cái pháp. Cho nên á, hồi trước á, mình tạp niệm thì mình lại để cho cái tạp đó nó lôi mình. Bây giờ cứ mỗi lần nó tạp là biết, tạp là biết. Giống như con trâu, con trâu mà nó mới vừa xoay cái đầu nó qua bên cái mé ruộng của người khác, nó muốn ăn mình, đưa cái mũi nó trở về. Cứ như vậy cả ngày thôi à. Đến khi nào tâm mình nó thuần thì giống như chú một đồng chăn trâu. Cho nên người ta thường gọi người tu là người chăn trâu. Chăn trâu là chăn cái gì? Chăn cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó giống như con trâu. Cho nên mỗi ngày mình phải chăn cái tâm của mình. Pháp Hòa nói ví dụ như vậy nè, kêu chăn nè. Mình đi tới đâu á, mình thấy người ta để cái bảng miễn phí, khỏi trả tiền, hốt thôi, lấy bịch hốt. Đồ thiệt, đồ giả, đồ tốt, đồ cứ hốt đi con, về lựa con, trời đồ chùa không lấy đâu uống. Nhưng mà xây qua mày bên này mà người ta để 50 xu cái lựa con, lựa cái nào tốt hả lấy con. Từ những cái chút đó thôi mình nhìn lại mình còn tham không? À. Hồi nãy á, mình vô trong cái tiệm mình trả giá người ta, trời ơi trả đến đội bà chủ bà muốn khóc luôn, có 10 xu cũng trả. Vậy mà bước ra đường thấy người khổ dám cầm 50 đồng cho. Thấy mình chưa? Mình sẵn sàng đóng một vai làm ơn, làm phước, cho tiền để người ta khen, trời người này rộng lượng quá. Nhưng mà đối với một người trong kia cũng tìm miếng sống, mà 10 xu mình cũng phải kèo cho được, không cho ai hơn tôi được 10 xu. Nhưng mà bước ra cửa thôi, thấy người nghèo tôi cho 100 đồng, 50 đồng cái một, không một chút gọi là do dự. Những cái chút như vậy thôi, tự mình phải nhìn lại mình còn cái gì. Xin thưa đại chúng là cái cách tu Pháp Hòa hàng ngày chỉ nhiêu đó thôi. Khi cái tâm Pháp Hòa nó khởi cái gì, Pháp Hòa thành thật, Pháp Hòa thấy nó. Pháp Hòa thấy nó. Như cái nãy là Pháp Hòa hết á, chứ không ai đâu. Mình tu nó thiệt sướng hơn. Cho nên ta nói tự giác đỡ hơn bị phát giác. Là vì đi Trung Quốc rồi đi Ấn Độ, đi này đi kia là mình như vậy. Để làm chi biết không? Lên trên xe mình khoe với người ta mình mua rẻ nhất. Quý Phật tử nói trời ơi thầy ơi con mua cái này lầm, con mua cái này lầm, mà gọi là mua lầm mà. Pháp Hòa nói phải rồi, mua lầm mà đưa lên mâm là lùa. Không cần biết gì, cứ để mâm là cứ lùa hết, rồi lát lên xe kêu mua lầm. Cho nên mình tu là mình chăn trâu. Có người mới hỏi bạch Hòa Thượng tu hàng ngày Hòa Thượng làm gì? Nó cả ngày tôi chăn trâu. Chăn trâu là chăn tâm. Nhiều khi tụng kinh đó nha, tụng kinh tu với nhau mà cũng còn cạnh tranh á. Nghe người tôi tụng Pháp Hoa hỏi chị tụng tới phẩm mấy rồi? Tôi tụng tới phẩm 5 rồi, bảo đảm về nhà tụng thêm 2 phẩm nữa. Để ngày mai lên chùa nói tôi tụng tới phẩm 7. Hỏi chị niệm Phật ngày mấy sau? Tôi ngày 10 sau, ráng 2 sau nữa để khoe với cô kia tôi giờ 12 sau. Thật sự ra không tội lỗi gì hết, nhưng mà mình phải thành thật, mình thấy được bản tâm con người mình sống như thế nào, cái gì nó khởi lên, cái niệm nào nó khởi lên. Cho nên trong bữa ăn cái điều quán niệm thứ ba nè: xin nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu. Tại sao bữa ăn lại đưa cái điều thứ ba đó lên? Tại vì đôi khi mình thấy ngon mình gấp nhiều. Thấy không? Mình thấy ngon mình gấp nhiều. Nhưng mà ăn vô rồi mới thấy hỡi ơi, ăn không được. Lúc đó hối hận. Thì tự mình lúc đó mình mới thấy hồi nãy mình nghĩ nó ngon. Vì cái món đó mình thích, mình nghĩ ngon.
gấp vô, ai ngờ món đó quá mặn hay quá chua hay quá cay, mình ăn không được. Chừng đó cứ lừa ra, mà hồi nãy là muốn hốt vô, rồi lúc đó bây giờ ngồi ăn dít lừa ra. Thật ra những cái đó không có tội lỗi gì hết, nhưng mà Pháp Hòa nói như vậy để rồi tự mình kiểm lại. Hằng ngày mình phải kiểm tâm mình bằng cách đó, mình phải kiểm tâm mình bằng cách đó. Cho nên có nhiều lúc á, quý vị biết Pháp Hòa nói là quý chú á, đi ra cửa là phải để đôi giày lên, mà đôi khi mình quên. Pháp Hòa ra tới xe rồi Hòa trở vô, Pháp Hòa nhất định phải đem đôi giày để lên rồi Pháp Hòa mới ra. Vì thật sự ra họ không phải đóng kịch làm màu gì hết á, nhưng mà tự mình phải chuyển cái con người gọi là hay sống mà buông lung cái kiểu của mình như vậy. Cho nên tu là mình để ý cái đó rồi mình chỉnh mình hàng ngày thôi. Hết giờ chưa? Thôi còn 5 phút nữa, ngồi ráng 5 phút. Bạch thầy, xin thầy chỉ dạy cho con. Vợ con mê tín, kêu thầy phong thủy về nhà coi. Thầy coi xong kêu vợ con để miếng bát quái trước cửa nhà và kêu đổi giường ngủ trong phòng khác hướng hết, để cho tốt và đổi mạng sống và làm ăn khá. Con thì không mê tín, thấy bực bội vô cùng. Vợ con làm như vậy có đúng không? Xin thầy chỉ dạy cho con và các Phật tử khác biết. Này phải hỏi ông thầy phong thủy chứ em biết gì đâu rồi. Ông thầy nào biết gió với nước thì biết. Xin thưa đại chúng, cái này thì nó thuộc về trong cái vấn đề bói toán nhân gian. Trong nhà Phật thì không có cái vụ này. Mình tin Phật thì cái phong thủy tốt nhất của gia đình mình là gì? Hướng tốt của gia đình mình là gì? Là vợ chồng cùng chí hướng, cùng đồng lòng. Cái đó là hướng tốt đó, phải không? Rồi bây giờ nói là mình đổi hướng để tích tụ nhà, tích tụ của. Tích tụ để làm gì? Có của rồi phung phí hả? Cho nên tích thủy là ở cái chỗ là gia đình mình biết tích. Chứ bây giờ chồng làm mà vợ phá, hay là vợ phá chồng làm, thì có ông thầy nào coi nó cũng vậy thôi à. Bởi vì coi để đổi hướng cho khá, mà khá mình không biết giữ thì có khá sao nổi. Mà lúc đó thì chỉ còn có cười kha kha thôi chứ khá gì nữa, phải không? Thành thử ra phong thủy của nhà Phật á, thì không có. Nhưng mà mình có thể tìm ra cái phong thủy cho mình. Thí dụ bây giờ nè, hai vợ chồng mà hai hướng, người phong người thủy, có nghĩa là đi làm về vợ tô cơm bộ phim tàu, chồng tô cơm với cái computer, vậy có phong thủy không? Cũng phong thủy, phải không? Đổi hướng, ông chồng hướng cái laptop, bà vợ hướng cái tivi, bảo đảm không có phong thủy nào giữ cái nhà này nổi hết. Rồi con nó thấy vậy nó cũng phong thủy luôn, nó cũng tô cơm với cái bộ game rồi xong. Cho nên không phải vấn đề mình coi mà mình chấn được. Phong thủy của nhà Phật là giới tinh thần của người Phật tử. Mình phải làm sao? Người ta thường ông bà mình nói nè, đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn. Không đồng vợ đồng chồng tác cái gì giờ? Mà thậm chí đồng sàng mà dị mộng, ngủ chung giường mà hai mộng nó khác nhau, thì phong thủy nào chấn nổi? Giờ có đổi giường đi nữa mà hai cái mộng nó khác nhau thì cũng, anh ơi, nếu mộng không thành thì sao à? Cho nên á, cái vấn đề mà coi, Pháp Hòa không có bác nha, coi là quyền của quý vị. Nhưng mà Pháp Hòa nói theo cái nhìn của nhà Phật ở cái vấn đề tốt xấu mà thôi. Còn quý vị tin hay đó là tùy, chứ Pháp Hòa không có bác. Tất cả mọi ai cũng có cái quyền của mình, tin hay không là quý vị. Nhưng nếu là Phật tử thì mình không theo. Là Phật tử thì mình theo lời Phật dạy. Không có cái gì hơn bằng cái đức của mình. Vì người ta nói đức, cái đức mà nó có rồi nó chở che hết tất cả. Cho nên người ta gọi là âm đức. Cái đức không có thấy, nhưng mà nó âm thầm như vậy, nó lặng lẽ như vậy, mà nó trang rãi cả trong nhà của mình. Quý vị hiểu ý mà nói.
Cho ví dụ bây giờ quý thầy, xin lỗi quý thầy, cất chùa cất chứ có biết phong thủy, có biết coi ngày coi hướng gì đâu. Thôi giờ mình cất chùa chứ có cất casino đâu, phải không? Thành thử cất cái chùa là cũng tốt, chứ không có sao. Thì cái đó thì tùy theo mỗi cái nhận của mỗi người. Nhưng mà Pháp Hòa chỉ nói theo cái nhà Phật. Đối với nhà Phật là không có tốt xấu, hướng nào cũng hướng tốt. Mình tìm giống như mình tìm cái hướng tốt mà mình làm không tốt thì thế nào cũng phạm luật, phạm pháp rồi cũng bị bắt. Thí dụ vậy. Cho nên trước khi dứt lời, Pháp Hòa xác định là cái chỗ này, để cho Phật tử không có lầm. Người ta nói rằng đạo Phật là đạo cứu khổ. Rồi mình khổ mình lại mình cầu Phật, sao không thấy Phật giải khổ mà gọi là đạo Phật cứu khổ, là cứu ở đâu? Pháp Hòa xin thưa đại chúng và đại chúng hoan hỷ mình ghi nhớ cái này, để mình tự mình giải cái chìa khóa cho mình và để mình giải cho người khác, là đạo Phật nói cứu khổ là cứu cái nhân chứ không cứu cái quả. Trước khi mình làm sai, Phật nói cái đó sai, mình dứt đừng làm cái đó đi, khổ không có đến. Mình cãi lại mình làm, khi khổ đến rồi mà mình kêu Phật cứu thì làm sao Phật cứu? Pháp Hòa nói ví dụ như trước khi cái cây đó nó mọc lên, mình biết cái đất chỗ đó không tốt thì mình dời nó đi. Chứ bây giờ mình đợi cho nó ra trái ra hoa rồi mình kêu là mình bây giờ mình muốn nó trở lại nhỏ để mình dời cho nó dễ, làm sao được? Cho nên đạo Phật là đạo cứu khổ đúng, nhưng mà cứu cái nhân trước khi nó thành quả khổ. Cứu cái nhân khổ chứ không cứu cái quả khổ. Xin quý vị để ý cái đó. Đạo Phật là đạo cứu cái nhân trước khi mình làm. Phật dạy mình đừng làm cái đó để đừng sanh ra cái khổ lụy. Cho nên Phật dạy mình ngũ giới nè: đừng giết người hại vật, đừng gian tham trộm cắp, đừng tà hạnh ngoại tình, đừng nói dối lường gạt gây đau khổ cho người bằng lời nói của mình, đừng rượu chè cờ bạc hút sách bê tha. Làm như vậy hạnh phúc gia đình tan vỡ, gia đình ly tán, của cải mất mát, nhân cách không còn. Tại vì khi sai rồi thì ngã gió đi xiên, nằm bùi bờ nè, gọi là ngủ bụi dư điên khác nào. Loạn tâm cuồng trí mòn hao, nhiều người vì rượu biết bao hư nhà. Thì gia đình mình đổ vỡ là tại mình không nghe lời Phật. Phật nói đừng có làm cái đó nha. Ý thức được khổ đau do sự tà hạnh gây ra, con xin học theo tinh thần trách nhiệm, giúp bảo vệ tiết hạnh của những người khác, giúp bảo vệ gia đình của những người khác. Con nguyện không làm việc dục nhiễm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con ý thức được rằng hành động bất chánh sẽ gây ra đau khổ cho chính con và cho người khác. Con ý thức được rằng muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì phải biết bảo vệ hạnh phúc của người khác. Đó là cái giới thứ ba. Cho nên khi giới sư truyền giới đọc rõ ràng cái ý của cái giới đó, rồi hỏi mình có tiếp nhận học hỏi hay không. Mình nhận được cái đó, nhân cách mình có, gia đình mình an vui, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình làm cái đó mà người kia, người thân của mình, người bạn đời mình không làm thì mình cũng phải chấp nhận, vì mình tính bản thân mình phải tự tu chỉnh trước. Còn người kia chưa làm là bởi vì cái nghiệp của cái người kia, cái đấm nhiễm của người kia. Nhưng không vì người kia khổ làm cái đó rồi mình làm luôn thì cả hai cùng khổ. Coi như là một người mù dẫn thêm người nữa, rồi nguyên đàn con mình nó đi vào trong đó luôn. Cho nên cái điều cứu khổ của nhà Phật là cứu cái nhân trước khi nó thành quả khổ. Cứu cái nhân khổ, đừng làm rồi quả nó khổ rồi kêu Phật cứu. Phật không có làm được chuyện đó. Cho nên Phật mới xác định một câu: Phật cứu chúng sanh chi khổ, bất năng giải chúng sanh chi nghiệp. Phật chỉ cứu được cái khổ của chúng sanh, nhưng mà đã thành nghiệp rồi thì sao? Lực bất tùng tâm. Thôi xin chúc đại chúng có một đêm an lành. Bây giờ có những câu hỏi khác thì xin ngày mai Pháp Hòa sẽ trả lời, tối mai. Xin gặp quý vị lại tối ngày mai. Chúc quý vị về ngủ ngon. Và xin bây giờ chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này
và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.